Các bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh Sinh, tập 12 Hiện ngoài 10 môn phái tiên đạo, 7 môn phái ma đạo, 5 tông yêu đạo, còn có vô số môn phái tán tu. Đương nhiên những môn phái này không phải là các môn phái võ lâm trong thế tục mà lát các môn phái tu tiên. Phương Hàng đối với chuyện này cũng khá tin tường, mỗi một môn phái tán tu bình thường sẽ có một cao thủ thần thông bí cảnh, cũng không có cao thủ trường sinh bí cảnh nào bởi vì trường sinh bí cảnh nếu như khai tông lập phái, nhất định sẽ trở thành một môn phái lớn trong cả tiên đạo và ma đạo. Như linh lung của Thái Nhất môn 3.000 năm trước, cũng là nhờ tu luyện tới trường sinh bí cảnh, khai sáng ra linh lung phúc địa, biến chính môn phái tiên đạo thành 10 môn phái. Nhưng cũng có một vài trưởng giáo của các môn phái tán tu cũng rất lợi hại, đạt dược vạn pháp quy nhất, luyện thành kim đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp, thậm chí luyện thành thiên địa pháp tướng cũng không phải là không có. Như người hôm trước đi cùng Phương Thanh Vi bị Phương Hàn đánh cho một trận là thiếu đảo chủ bất dạ đảo. Bất dạ đảo chính là một môn phái tán tu, đảo chủ là cao thủ thần thông bí cảnh, cho con đến vũ hóa môn học tập hồng tăng thêm phân lượng của môn phái, tránh bị các môn phái tán tu khác tiêu diệt. Sự tranh đấu giữa các môn phái tán tu so với 10 đại môn phái tiên đạo thì kịch liệt hơn nhiều lắm. Báo thù, Tranh đoạt không ngừng xảy ra, bởi vì mỗi môn phái đều muốn tranh đoạt tài nguyên, bí tịch, công pháp, cố gắng phấn đấu đạt đến trường sinh bí cảnh. Không được như 10 môn phái tiên đạo, tài nguyên phong phú, lại ký kết hiệp nghị với nhau, cũng sẽ không phát sinh tranh đấu quy mô lớn. Trong lục địa có rất nhiều đế quốc, mỗi đế quốc đều có lực lượng của một trong 10 môn phái tiên đạo nắm giữ, các môn phái tán tu cũng không có đất để phát triển. Nhưng tại nơi hoang tàn vắng vẻ như biển rộng mênh mông này, tài nguyên phong phú, linh dược vô cùng vô tận thì số lượng môn phái tán tu nhiều hơn rất nờ hờ hơn nữa mỗi một môn phái đều rất ngang ngạnh, không dễ chọc vào. Bình thường thì các cao thủ tán tu cũng không có quy củ, pháp luật gì ước thúc, tùy tâm sở dục, mặc kệ là tiên hay là ma, chỉ cần có lợi ích thì liền giết người cướp của, xong thì bỏ trốn ẩn nấp. Đã ra biển, thì ngoại trừ các loại yêu thú, các loại thiên tai cũng cần phải rất cẩn thận với những tán tu này. Nơi này là một vùng hoang vu, vắng vẻ. Vùng biển này thuộc về Đại Húc Vương Triều, đằng kia có một bãi sang hô cạn, chúng ta đi thu thập một ít huyết sang hô 500 năm tuổi trở lên đi. Đó là nguyên liệu trọng yếu để luyện chế tinh nguyên đan. Long Huyên thấy Phương Hàng trầm tư, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì, tay chỉ một dải đất phía trước mặt nói. Tinh nguyên đang mặc dù không bằng huyết đan nhưng cũng là dược liệu trân quý, có thể bổ sung thể lực cho 10 đầu tu la. Thu thập huyết sang hô luyện đan cũng tốt. Phương Hàng cũng bay theo, đi tới một vùng biển cạn, nước chỉ sâu chừng 10 trượng, cắt trắng, nước xanh, những con cá thông thả bơi lội, những độc xà đầy màu sắc âm thầm nằm yên trong làng nước, còn có một vài con cá mập không ngừng di chuyển qua lại, khung cảnh rất đẹp nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Nếu như là người ở thân thể cảnh xuống nước thu thập sang hô thì sẽ gặp vô vàng nguy hiểm, nhưng đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì cũng không có gì. Long Huyên đưa tay ra, một cổ pháp lực tách nước biển ra, chụp lấy sang hô ở bên dưới, lôi lên một khối huyết sang hô lớn, toàn thân một màu đỏ tươi, sáng bóng, tỏa ra một cổ tinh huyết nồng đậm. Đây là huyết sang hô hơn 500 năm tuổi, Người thường nếu như dùng nó chế tạo thành trang sức đeo bên mình thì có thể khu trừ tạp chất trong máu, làm sạch máu, kéo dài tuổi thọ. Chúng ta muốn luyện đan thì đem sang hô nghiền nát thành bột phấn, dùng chân hỏa tinh luyện thì có thể có được một dược liệu quan trọng cho việc luyện chế tinh nguyên đan. Chính loại dược liệu khác để luyện chế tinh nguyên đan cũng có thể tìm thấy ở trong biển. Long Huyên sau khi tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy được khối sang hô nào như vậy nữa thì thở dài một hơi nơi này biển cạn, chúng ta ra vùng nước sâu thôi. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là quy hư. Phương Hàng cũng không có giết các sinh vật trong biển để luyện chế huyết đan, bởi vì bọn chúng quá yếu ớt, cho dù là cá mập hung mảnh thì có giết 100 đầu cũng không luyện chế được một viên huyết đan vừa ý hắn. Muốn thì phải đánh giết các sinh vật cường đại thì mới có thể luyện chế ra huyết đan có phẩm chất tốt được. Đi quy hư thì với tốc độ của chúng ta cần phải bay chừng 10 ngày nửa tháng mới tới. Bất quá càng đi ra vùng biển sâu, sinh vật biển càng mạnh, linh dược cũng nhiều hơn. Muội cũng muốn tìm một ít mật của thủy ti huyết xà để luyện chế nhu thủy đan, giúp cô động chân khí. Long Huyên gật gật đầu, hàng ly kiếm bay ra, hóa thành một làn hơi nước bao trùm lấy người nàng, hướng ra vùng biển sâu bay đi. Phương Hàng và ma nữ cũng vội vàng đuổi theo. Phi hành được chừng một canh giờ thì lục địa ở sâu lưng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, liếc nhìn khắp nơi đều chỉ là nước. Nước mênh mông. Không thấy một hải đảo nào cả. Trên không tới trời, dưới không chạm đất, không có chỗ nào để đặt chân, dù cho là ai đều cảm thấy không an toàn. Đúng lúc này thời tiết trở nên lạnh lẽo, mây đen ùn ùng kéo tới, tự hồ sắp có mưa to. Không khí trên biển cũng trở nên nặng nề phi thường. Sắp có bão rồi, chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút thần thông của chúng ta không cao phi hành trong bão rất khó khăn trong đó có gió lốc sấm sét vạn nhất bị đánh trúng thì chúng ta sẽ bị thương ngay thấy tình cảnh này long huyên giơ tay ra một luồng mây tí từ trong người nàng bay ra hình thành một cái thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển tỏa ra ánh sáng ngũ sắc tràn ngập hương khí Phương Hàng chứng kiến lâu thuyền này không nhịn được nhớ đến các thuyền hoa thanh lâu trên sông bên ngoài Long Uyên Thành. Vào mùa xuân như thế này, các vương tôn quý tốc, thế gia đệ tử đều lên những thuyền hoa đó, ôm mỹ nữ, uống rượu, mua vui. Năm đó, hắn cũng từng có mộng tưởng một ngày nào đó sẽ được như bọn họ như giờ đây thì thân phận hắn đã khác, vượt xa bọn họ. Kỳ ngộ nhân sinh, quả thật là không thể nói trước được. Hạ xuống thải hà khí thuyền, cảm giác cả con thuyền vững chãi, bình ổn, không khác gì một thuyền lâu bình thường, thải hà ngưng tụ lại, cứng chắc như đá, nhẹ như gỗ, làm cho phương hàng không nhịn được mà thầm tán thưởng pháp lực của già lam. Chiếc thuyền này đạt cấp bậc linh khí, bất quá cũng không thể dùng để đối địch, cũng chỉ có thể dùng làm nơi nghỉ chân trên biển mà thôi. Thuộc vào loại pháp bảo dùng cho cuộc sống sinh hoạt ngày thường. Ô ô ô ô, ô ô ô. Vừa mới đặt chân xuống, Nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Hằng lại bắt đầu tu luyện một hoàng chân khí. Hắn không bao giờ ngừng tu luyện. Sau khi hắn bắt đầu tu luyện được một lúc thì gió lớn bắt đầu nổi lên, nước biển dâng lên cao tạo thành những con sóng lớn cao tới mấy trượng, bất quá thải hà khí thuyền không ngừng tỏa ra hào quang, ngăn cản sóng nước ở bên ngoài, chỉ hơi sóc nảy một chút, căn bản không thể bị đắm được. Ân, Gió này mang theo tiên khí. Vận khí thật là tốt chúng ta hẳn là gặp phải một con hắc thủy vương xà chuẩn bị hóa dao long huyên tu luyện vạn thủy thần quyết chính là thần thông thủy hệ thập phần mẫn cảm cảm nhận được khí tức từ trong gió biển truyền lại liền nói dao trong chữ dao long nhưng ở đây tác giả không viết chữ long mình nghĩ có ẩn ý nên để nguyên phương Hàng bỗng chốc bừng tỉnh tự mãn nghìn năm hắc thủy vương xà lột xác thành dao trong biển có một loài cự mãn tên là hắc thủy vương xà, là một dị chủng thời cổ xưa, nếu như có vận khí ăn được linh dược, kỳ trân dị bảo, tích lũy linh khí thay đổi huyết mạch thì thọ mệnh kéo dài, lột xác vô số lần, dần dần hóa thành dao. Dao tuy chưa phải là rồng chân chính nhưng cũng có thần thông. Cự mãn hóa thành dao cũng giống như con người tu luyện thành thần thông. Đột phá cách biệt giữa, bước vào con đường tu luyện, là bước mấu chốt để trở thành yêu. Những động vật tu thành thần thông này được gọi là yêu quái. Một đầu hắc thủy xà vương có hình thể khổng lồ, một khi hóa thành dao thì có được thần thông, pháp lực so với con người còn mạnh mẽ hơn. Phương Hàng luyện thành thần thông chỉ có sức mạnh 100 mã lực nhưng mà dao thì bất đồng. Pháp lực của một đầu dao có thể có lực lượng 1.000 mã lực, thậm chí là 2.000 mã lực. Gấp 20 lần con người. Bởi vì bình thường hắc thủy xà vương mạnh hơn rất nhiều so con người, do đó khi tu thành thần thông pháp lực cũng mạnh hơn. Bình thường các loài rắn sau khi hóa thành dao cũng không mạnh mẽ như hắc thủy vương xà. Bất quá hắc thủy vương xà muốn hóa thành dao thật sự rất khó khăn, cần phải sống hơn ngàn năm, lột xác không biết bao nhiêu lần thì mới được. Hắc thủy vương xà vài trăm năm tuổi cũng là vô thượng linh dược đối với rất nhiều người tu đạo, chưa kịp hóa thành dao thì đã bị người ta săn đuổi, giết chết. Các sinh vật họ rắn sống ngàn năm hóa thành giao, vạn năm hóa thành rồng. Sau khi hóa giao, thì tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, mà hóa rồng thì tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh. Hàng băng ly long trong phi kiếm của Long Huyên cũng không phải là rồng mà chỉ là một loài dao. Bất quá hình thể của hàng ly còn xa mới bằng được với hắc thủy vương xà hóa dao, cho nên pháp lực cũng không bằng. Chỉ vậy mà đã tạo được bảo khí mạnh mẽ như hàng ly kiếm. Đi. Hắc thủy xà vương ngàn năm hóa giao. Đây là kỳ ngộ khó có được, chúng ta đi bắt nó đánh chết, sẽ thu được vô số đồ tốt. Mật của nó có thể giúp tăng cường pháp lực của chúng ta lên rất nhiều. Một con hắc thủy xà vương còn lớn hơn nhiều so với hàng băng ly long của muội. Long huyên bay lên trước dẫn đầu. Mà phương hàng dựa theo mùi máu tanh sộc đến, xác định được phương hướng nhìn lại thì thấy một lốc xoáy rất lớn, trong lốc xoáy thấp thoáng có một đầu rắn không lồ dài hai ba trăm trượng gào thét mãnh liệt lân phiến trên người mở ra vô cùng vô tận hơi nước bốc lên tạo thành một dòng xoáy nước sinh ra âm thanh bén nhọn làm cho lông tóc người ta dựng cả lên phương hàn liền vận khởi một hoàng chân khí thanh quan tràn ngập bao bọc lấy thân thể bay về phía lốc xoáy hắc thủy vương xà là một loài rắn biển khổng lồ tung hoành trong biển cá mập cá voi thấy nó đều khiếp sợ bỏ trốn huống chi là con đã sống được ngàn năm, chuẩn bị hóa thành dao. Chỉ sợ là cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của nó, là một loài yêu thú rất mạnh mẽ. Phương Hàng từng đọc qua trong chư thế giới, hắc thủy vương xà có công dụng rất lớn, nhất là loài sau khi hóa dao thì tác dụng càng lớn hơn. Không thể ngờ được vừa ra biển đã có được kỳ ngộ như vậy. Hắc thủy vương sáu khi lột xác thành dao thì sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như qua giai đoạn suy yếu này thì pháp lực sẽ rất mạnh mẽ, chui sâu vào trong nước, cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh tầng thứ 5 cũng rất khó đuổi giết hay bắt được nó. Còn cao thủ tầng thứ 2 thần thông bí cảnh đối với nó giống như là đồ ăn vậy. Vậy mà lại gặp phải một đầu hắc thủy vương xà hóa dao, vận khí của hắn sao lại tốt thế chứ? Ma nữ cũng bay lên, có vẻ rất là thèm thuồng. Khi Phương Hàng đang bay thì âm thanh của Diêm vang lên, có cao thủ thần thông bí cảnh mai phục xung quanh hắc thủy xà vương. Tự hồ cũng đang chờ nó hóa giao. Không phải là chỉ có chúng ta. Diêm vừa dứt lời thành thanh âm của Long Huyên cũng truyền tới, mùi cảm giác được hơi nước ba động, tự hồ còn có người khác. Đây là lần đầu tiên Phương Hàng thấy một sinh vật lột xác trở thành yêu. Hơn nữa còn là một loại hồng hoang dị chủng khổng lồ như hắc thủy vương xà. Từng đợt yêu khí bàn bạc tỏa ra xung quanh, tinh khí nồng đậm gió bão nổi lên mãnh liệt quỷ thần gào thét nếu như lúc này có một đoàn thuyền đi qua đây thì dù không bị gió bão đánh chìm thuyền cũng bị những âm thanh khí thế này dọa cho sợ chết sinh linh khi chưa tu thành thần thông thì chỉ có thể gọi là tinh quái như hạt tiên tử có thể sử dụng tinh thần khổng lồ của mình để mê hoặc làm cho các sinh vật khác sinh ra ảo giác đây cũng chỉ gọi là tinh quái mà phàm nhân thường gọi là thành tinh mà hạt tiên tử nếu như tu luyện tới thần thông bí cảnh, tinh thần chuyển hóa thành pháp lực thì gọi là thành yêu. Trở thành yêu quái chân chính. Tinh quái, yêu quái. Hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, cũng giống như thân thể cảnh và thần thông bí cảnh vậy. Hạt tiên tử hiện tại tuy đi theo phương hàng ăn được thật nhiều đan dược, được vô số chỗ tốt, lại được già lam làm phép, nhưng muốn lột xác thành yêu tiến vào thần thông bí cảnh thì nếu như không gặp được kỳ ngộ nào cần phải có ít nhất là một giáp thời gian. Mà trong 60 năm đó phải không ngừng ăn các loại linh đan, khiến cho huyết nhục tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào. Cho nên lần này Phương Hàng không có mang hạt tiên tử đi theo, giữa biển rộng mênh mông thì hạt tiên tử cũng không thể giúp được gì nhiều, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Hắc thủy vương xà ở giữa luồng lốc xoáy, Phương Hàng dùng chân khí bay tới gần, cách chừng 10 dặm mới thấy rõ hơn mỗi một mảnh lân phiến trên thân cự mãn đều sáng bóng như gương, hiện tại toàn bộ lân phiến trên người nó đều dựng đứng cả lên, vừa nhìn thì giống như đao nhọn chỉ ra tua tủa, hung ác dữ tộn. Nhất là cái miệng đỏ như chậu máu, tưởng chừng lớn đến mức có thể nuốt cả một con voi. Chân chính đúng như câu xà thông tượng, không có nửa điểm sai biệt. Xà thông tượng, rắn nuốt voi. Trong cái miệng như chậu máu đó, răng mọc tua tủa, dài như ngà voi, sắc bén vô cùng, vừa nhìn thấy thì có thể tưởng được kết cục bị cắn sẽ trở nên như thế nào. Phương Hằng biết răng nanh của Hắc Thủy Vương xà đều trân quý vô cùng. Nếu như cao thủ thiên nhân cảnh có được, thêm vào đó các loại trận pháp, dùng pháp lực tẩy luyện thì có thể chế được phi kiếm cấp bậc bảo khí. Một đầu Hắc Thủy Vương xà khổng lồ như vậy hóa giao, pháp lực sẽ cường hoành đến mức nào? Phương Hàng chỉ mới tới gần đã cảm giác được pháp lực của con quái thú này ít nhất cũng phải gấp đôi mình chính bản thân hắn sau khi luyện thành chân khí thì đã có lực lượng 600 mã lực, mà con hắc thủy vương xà này lại có lực lượng đến hơn 1.000. Nếu hắc thủy vương xà học xong thần thông, cô động chân khí, sau đó tiến vào tầng thứ hai chân nguyên cảnh như phương hàng thì pháp lực sẽ cường hoành tới mức nào? 3.000 mã lực 5.000 mã lực Bất quá hắc thủy vương xà này là yêu quái, cho dù bước vào thần thông bí cảnh cũng không có khả năng tu luyện thần thông, trừ khi được người trong năm tông phái yêu đạo thu nhận. Bất quá trước đó hắn sẽ phải thoát được sự vây bắt của rất nhiều người tu đạo. Khi đột phá thần thông bí cảnh, hóa thành yêu quái thì điều nghi hiểm nhất đối với các sinh vật này chính là không có môn phái che trở, bị người khác phục sẵn vây giết. Động tĩnh quá lớn, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hiện tại hắc thủy vương xà ở giữa gió lốc cũng cảm nhận nguy hiểm, phát hiện mấy người phương hàng tới gần thì phát ra tiếng kêu sắc bén hung tận, một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ truyền tới, làm cho người ta sinh ra ảo giác, tự hồ muốn hù dọa Phương Hàn, Long Huyên, ma nữ và kẻ đang ẩn nấp quan sát nữa. Bất quá cái này cũng không có tác dụng gì, cao thủ thần thông bí cảnh căn bản không sợ ảo giác. Hơn nữa lúc này đầu Hắc Thủy Vương xà đang lột xác đến thời điểm mấu chốt, cũng không thể chạy trốn được, càng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không tinh thần sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, trở thành ngu ngốc. Chúng ta chờ. Để cho Hắc Thủy Vương xà đem toàn bộ tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, lột xác thành dao thì lập tức động thủ. Để muội chặn người đang ẩn nấp kia lại, còn lại là phần của huynh. Long Huyên đột nhiên tách màn nước ra, bay đến bên người Phương Hàn, ma nữ lấy một đạo ẩn nặc phù ra sử dụng, ba người biến mất trong gió lốc, khí tức, thanh âm đều ẩn dấu triệt để. Long Huyên, muội tính sao? Phương Hàn hỏi hắc thủy vương xà này đối với huynh rất cần thiết, muội cũng không cần lắm. Huống hồ muội đã dùng một hoàng âm dương vạn thọ đan của huynh, thọ mệnh tăng thêm 600 năm, có rất nhiều thời gian để tu luyện. Còn huynh chỉ có 10 năm thời gian, một chút trì hoãn cũng không được. Để muội chặn người đang ẩn nút kia lại, còn hai người nhanh chóng chấp lấy cơ hội, ngay tại thời khắc hắc thủy xà vương vừa hóa thành dao thì ra tay giết nó, thu lấy xác vương xà, luyện chế pháp bảo. Long Huyên dùng pháp lực truyền âm vào tai của Phương Hằng. Được, ta cũng không khách khí. Ma nữ, nàng tương trợ giúp Long Huyên âm thầm phòng bị. Nếu như ta thu được chỗ tốt thì cũng không thiếu phần nàng. Phương Hằng nghe Long Huyên nguyện ý đem Hắc Thủy Vương xà tặng cho hắn thì cũng không khách khí. Đích xác là hiện nay hắn rất cần tài nguyên để tăng cường thực lực, mà Long Huyên thì có thể chậm rãi tu luyện, thời gian còn dài. Qua chuyện này có thể thấy được Long Huyên cũng là người biết cách đối nhân xử thế. Được. Nó sắp hóa dao rồi. Một tiếng trống to làm cho Phương Hàng chuyển sự chú ý lên người hắc thủy vương xà, gió bão càng thêm mãnh liệt, một cổ pháp lực nồng đậm không ngừng tỏa ra từ trên người hắc thủy vương xà. Trên đầu hải xà khổng lồ này nổ lên hai khối thịt lớn, sau đó liên tiếp có vẫy cứng mọc ra, bao phủ xung quanh, dài tới hơn một trượng, vừa nhìn giống như hai cái sừng sang hô. Cùng lúc này, pháp lực trên người hắc thủy vương xà đột nhiên tiêu tán, gió lốc mất đi sự chống đỡ của pháp lực thì liền biến mất, hơn 10.000 cân nước biển từ trên trời đổ xuống, tạo nên một trận mưa to. Chính là giờ phút này. Lúc này Phương Hàng không chút do dự. Tay vung lên, chọc ra một trảo, một hoàng chân khí hóa thành một khối cự một xanh biếc, đánh thẳng vào đầu hắc thủy vương xà vừa hóa dao. Đối với các loài hải giao thì phi kiếm bình thường căn bản không có tác dụng, bất quá phương hàng sử dụng thanh đế một hoàng công hồng đánh ngất đối phương chính là phương pháp rất tốt khi đối phó với quái vật khổng lồ này. Tốc độ của cự một tăng lên không ngừng, mặc dù không nhanh hơn tốc độ của âm thanh nhưng chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 dặm, đánh mạnh lên đầu hải giao, làm cho nó gào rú thảm thiết, thân thể loạn choạn, cái đầu khổng lồ quay cùng tựa hồ đã bị đánh cho hôn mê. Nó vừa mới hóa giao, còn chưa thể vận dụng pháp lực, hơn nữa đây là thời điểm nó suy yếu nhất, nếu nó có thể dùng pháp lực thì chỉ đơn đã độc đấu phương hàng không có cách nào thu phục được nó. Một hoàng hóa ti, thiên la địa võng. Phương Hàng thấy tình cảnh này, với kinh nghiệm thực chiến phong phú của hắn thì biết rõ là nên làm thế nào, vận dụng chân khí, cự một màu xanh sau khi đánh cho hắc thủy vương xà ngã lăn ra liền hóa thành một cái lưới lớn, bao trùm lầy nó. Dám chiếm tiện nghi của ta. Đúng lúc này, trên mặt biển cách đó không xa có một bóng đen mạnh mẽ nổi lên, Phương Hàng liền cảm thấy khí lưu chấn động, trong khi người đó phi hành thì xung quanh người có một làn khí lưu màu nhũ bạch, không ngừng sinh ra âm bạo. Đây là tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh, đem âm thanh để lại sau lưng, hình thành một cảnh sắc kỳ dị. Hàng Ly Long Huyên đã chờ đợi từ sớm, Hàng Ly kiếm liền đánh giết tới, vừa vặn ngăn cản bóng người kia. Hừ Không biết sống chết bóng người kia cũng không có làm động tác gì hoa lệ, chỉ thoáng vung tay một cái liền đánh hàng ly kiếm bay ngược trở lại. Mà bóng người này thân ảnh quỷ mị, nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã tiếp cận hai người Long Huyên cùng ma nữ, lăng không đánh ra hai chưởng. Ba ba. Tốc độ quá nhanh. Long Huyên và ma nữ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai chưởng này đánh trúng, kêu lên đau đớn, ngã xuống mặt biển. Mà bóng người này đột nhiên ngoặt một cái, đánh về phía Phương Hàn. Phương Hàn thấy đối phương còn cách vài dặm, đang lao nhanh về phía mình mà một luồng cương khí nồng đậm đã bao phủ lấy thân thể hắn. Không tốt. Ít nhất là cao thủ tầng thứ ba, nguyên cương cảnh, đã đem chân khí hóa thành cương khí. Không thể tưởng được là lần đầu tiên đi lịch lãm đã gặp loại chuyện tốt như hắc thủy vương xà hóa dao, thu hoạch vô cùng lớn mà lại còn gặp cao thủ lợi hại bậc này loại vận khí này không biết là tốt hay là xấu, là tiên duyên hay là xui xẻo đây. Bất quá Phương Hàn cũng không có thời gian lo lắng những chuyện này. Bởi vì người kia tập kích quá nhanh, quá hung mãnh. Cương khí lợi hại hơn chân khí của hắn rất nhiều, lực lượng ít nhất cũng gấp 10 lần, hắn căn bản không thể chống đỡ một chiêu này. Phương Hàn cũng không thấy rõ chân diện mục của người này, chỉ cảm thấy toàn thân đối phương chìm trong khí lưu màu nhũ bạch, bóng đen chập chờn không ngừng phát ra âm bạo, thân hình rung động, phù phiếm, tự hồ muốn giải thể. Quy lực to lớn mãnh liệt như vậy. Bất quá phương hàng không giống như ma nữ và long huyên, là người đã luyện thành chân khí, hơn nữa còn là tu luyện một hoàng chân khí, thái cổ thần thông, mà thân thể hắn tu luyện diêm la kim thân, tự nhiên không đến nổi không đỡ được một kích. Ô! Cô! Ma! Ni! Hồng! Án. Ma. Ni. Khi cương khí của đối phương bao phủ toàn thân, Phương Hàng phát ra thiên long bát âm hòa cùng chân khí đánh ra, những âm phù đánh lên cương khí của đối phương, đem đối phương chặn lại, bóng người đang đánh tới cũng hơi khựng lại một chút, có lẽ không ngờ rằng Phương Hàng có thể phát ra âm sát thuật cường đại như vậy. Quy lực của thiên long bát âm theo tu vi tăng lên mà gia tăng gấp bội, hiện tại Phương Hàng cô động thành chân khí, mỗi một âm tiết hình thành đều có hòa chân khí trong đó tạo thành âm phù, hợp lại thành tám thanh long, trực tiếp đánh sát, không thua kém các loại công kích bằng chân khí khác. Ba lý ba lạp Tám đầu thanh long luân phiên đánh lên người đối phương, cùng cương khí trên người đối phương va chạm không ngừng, tạo ra tiếng nổ ong ong, giống như sắt thép va chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía, bất quá cũng không thể xuyên phá được cương khí của đối phương. Nhưng Phương Hàng cũng không có dừng lại, vận chân khí tập trung lên tay, trên tay liền xuất hiện một thanh một côn, mạnh mẽ đánh xuống, mang theo khí thế một phủ khai thiên tích địa, đánh mạnh lên đầu của đối phương. Lúc này đối phương cũng đã dừng lại, Phương Hàng cũng nhìn rõ được diện mục của người này, toàn thân hắc y, vẻ mặt trung niên, có ba chồng râu dài, da mặt tím đen, tự hồ do ánh nắng mặt trời đốt lâu năm mà thành, hoặc là do luyện một loại kỳ công nào đó. Người này mặc áo đen, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ác độc, một quan âm hàng, khóe miệng mang theo một tia cười quái ác, vừa nhìn là biết thuộc loại người thích giết người cướp của, hơn nữa còn là thân kinh bách chiến, ra ta là lấy mạng người, cũng không thất bại. Hắc 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 hắc. Không ngờ ta theo đuổi đầu hắc thủy vương xà này đã một tháng, chờ thời điểm hắn ngoi lên khỏi mặt nước, hóa thành dao thì thu thập không ngờ là các ngươi lại tới cướp đoạt. Thật đáng chết. Người này cũng không dừng lại, chém ra một đạo cương khí, đánh về phía Phương hàng, ngăn đỡ một côn hình thành từ chân khí của hắn đồng thời tay còn lại đánh ra một trảo, một cổ cương khí màu nhũ bạch bay múa lao tới, biến thành một bàn tay rộng chừng một trượng, hung hăng đánh về Hắc Thủy Vương xà dưới biển. 3. Mặt nước biển bị đánh mạnh, tách ra một cái khe sâu hung hút, lưới lớn hình thành từ chân khí của Phương Hàn thoáng cái đã bị đánh nát, làm hắn mất đi không chế đối với Hắc Thủy Vương xà đầu hắc thủy vương xà kia phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết, thân thể bị hút lên. Đáng tiếc cho đầu thượng cổ dị chủng này, nếu như không phải đang trong giai đoạn suy yếu, khôi phục thần thông thì căn bản không sợ mấy tu sĩ cấp bậc này, nhưng hiện giờ thì nó cũng chỉ có thể để mặt cho người ta chém giết. Người này thoáng cái đã đánh hắc thủy vương xà trọng thương, bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy bảy tấc dưới cổ cự mãn, nâng nó lên, tự hồ muốn đem cự mãn này mang đi bảy tấc dưới cổ cự mãn cái này chỉ là hình tượng thôi ý nói vừng yếu điểm của loài rắn khi nắm lấy vùng này thì nó không thể chống lại được chỉ có thể để cho người ta nắm lấy chứ nếu con rắn dài mấy trăm trượng nắm lệch xuống bảy tấc thì có vẻ không đúng lắm đánh thương người còn muốn chạy phương hằng thấy người này có lực lượng lăn không nhất đầu cự mãn mà không chút khó khăn thì tâm rung động không thôi nhưng cũng không thia để người này cứ vậy mà đi, Long Huyên và ma nữ bị đánh rơi xuống biển, sinh tử không rõ, Phương Hàng vô cùng tức giận. Đầu cự mãn này ít nhất cũng hai vạn cân. Một tiếng trống to, Phương Hàng thừa lúc người này đang khống chế hắc thủy vương xà, đem chân khí phóng ra, ngưng tụ thành một cái đinh ốc bén nhọn, không ngừng dày lên giống như vòng tuổi của cây cối, hung hăng lao đi, đánh thẳng lên cương khí hộ thân của đối phương. Đây là một loại thủ đoạn sử dụng chân khí, cũng là chiêu thức tấn công trong thanh đế một hoàng công. Vận dụng chân khí tạo ra đinh ốc xoáy tròn với tốc độ cao có thể phá vỡ phòng hộ, chuyên dùng để xuyên phá những thứ cứng rắn. Phương Hàng tuy còn chưa thể đem một hoàng chân khí sử dụng đến xuất thần nhập hóa nhưng cũng có thể dùng ý niệm bản thân tùy ý thao túng. Tiểu tạc tử Người áo đen một lần nữa nghe răng ra cười, sát khí lộ rõ, trước mặt tuyệt mệnh đảo chủ ta mà dám khoe khoang chân khí kém cỏi của ngươi sao ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tài cao một hơn bậc thì có thể đè chết người. Thiên cương tuyệt mệnh thủ. Trong khi nói chuyện, cương khi hộ thân của hắn biến đổi, tạo thành một bàn tay màu nhũ bạch, mà bàn tay ấy hết sức kỳ quái, chỉ có ba ngón tay, giống như móng vuốt, trên ba ngón tay này đều có cương khi vặn vẹo, hóa thành ba chữ tuyệt. Phá. Tàn. Phanh. Trảo cương khí va chạm với một hoàng chân khí của Phương Hàn, chân khí của Phương Hàng trong phút chốc đã bị đánh nát bấy, nhưng người mặc đồ đen cũng bị chấn lui, bay ngược về sau chừng vài dặm mới có thể ổn định lại thân thể. Xoạch! Hắc thủy vương xa vì cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ có chút rối loạn không thể khống chế mà lại rơi xuống biển một lần nữa. Đây là chân khí gì vậy? Phẩm chất lão cao đến thế. Tuyệt mệnh đảo chủ ngẩn ra, tuy vừa rồi hắn phải phân tâm, hao phí phần lớn lực lượng để khống chế cự mãn nhưng mà cảnh giới hắn vẫn hơn người kia một tầng, chênh lệch rất nhiều, vậy mà lại bị chân khí của Phương Hàng chấn lui, có thể thấy được chân khí của Phương Hàng rất đặc biệt. Trong giây lát vừa rồi, hắn có cảm giác chân khí của Phương Hàng rất sắc bén, bền chắc, cứng cỏi vô cùng, lại có khí tức như mùa xuân tới, cuồn cuộn không dứt, đánh sao cũng không thể tiêu tan hết. Tuyệt mệnh đảo chủ thì là gì? Ta là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Ngươi chỉ là một tán tu nho nhỏ, tà ma ngoại đạo mà lại dám đối nghịch với vũ hóa môn ta. Rõ là muốn chết. Phương Hàng rống lên âm thanh sắc bén, âm thầm ngưng tụ chân khí trong đầu, chuẩn bị đánh ra một kích nữa. Đệ tử vũ hóa môn. Tuyệt mệnh đảo chủ vừa nghe thấy thì lắp bắp kinh hải, sắc mặt lộ vẻ âm tình bất định, tự hồ rất kiên kỵ. Các môn phái tán tu vô luận là tu luyện lợi hại đến mức nào nhưng đối với quái vật khổng lồ như 10 đại môn phái tiên đạo vẫn có rất nhiều cố kỵ, bởi vì nếu giết người của những môn phái này thì sẽ lọc vào vô cùng vô tận đuổi giết. Trong giây phút tuyệt mệnh đảo chủ hơi ngẩn ra, cân nhắc thiệt hơn trong đầu thì Phương Hàng đã động thủ. Diêm Động thủ Phương Hàng gọi Diêm ở trong hoàng tuyền đồ, muốn hạ sát thủ. Thanh quan đại phóng, hóa thành cự một mạnh mẽ ngưng tụ, mà diêm ra tay lại càng nhanh hơn, một tiếng rồng gầm, vô số vong tình thủy từ hoàng tuyền hà bắn ra, tạo thành hàng hà sa số thủy tiễn, thủy đao, bao trùm lấy tuyệt mệnh đảo chủ. Vong tình thủy vừa tiếp xúc với cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ thì giống như axit, không ngừng ăn mòn tinh thần, cương khí của hắn. Khiến cho tuyệt mệnh đảo chủ hét lên một tiếng thét thảm thiết. Diêm khi mới thức tỉnh đã tương đương với cao thủ tầng thứ hai thần thông bí cảnh, sau khi thôn vệ kim quan liệt hỏa kính thực lực lại tăng lên, mặc dù vẫn chưa đột phát tầng thứ ba, nguyên cương cảnh nhưng mà cũng đã đã tới đỉnh phong của chân khí cảnh, vận dụng vô tình thủy của hoàng tuyền thánh hà trong hoàng tuyền đồ hết sức thuần thục, còn có thêm một phần nham hiểm, độc ác, vô tình thủy có thể ăn mòn tinh thần, chuyên dùng để khắc chế pháp bảo, pháp lực, người nào bị dính phải thì thần. Trí sẽ bị tổn thương, dẫn đến mất trí nhớ, ngu si, đần độn. Hơn nửa Diêm ẩn nấp ở trong hoàng tuyền đồ, thừa lúc tuyệt mệnh đảo chủ không chuẩn bị thì đột nhiên tấn công, vô cùng nham hiểm, đúng là có tài năng của một vị thích khách tuyệt thế, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải đoạt mạng của người khác. Hắc hắc, chỉ là một tên nguyên cương cảnh nhỏ bé mà lại dám ngông cuồng, tự phong cho mình hai chữ tuyệt mệnh. Hôm nay ta cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt mệnh, cương khí của ngươi cũng khá hùng hậu, rất tốt để cho ta dùng để luyện đan chế thành đang dược đại bổ A, công hiệu chắc không thua gì hắc thủy vương xà. Diêm đánh ra một chiêu, dùng vong tinh thủy xâm thực pháp lực của đối phương, khiến cho tuyệt mệnh đảo chủ gào thét thê thảm nhưng cũng không ngừng lại, chân khí lại tiếp tục xoay tròn, vong tình thủy dưới sự thao túng của hắn biến hóa thành muôn hình muôn dạng, khi thì thủy đao, khi thì thủy kiếm, khi thì mũi tên, khi thì mâu, trường thương, cung nỏ, đại phủ, nguyễn tiên, thiết chù y. Đủ hết cả, thậm chí còn có cả roi mặt quỷ nữa. Chưa tới ba lần hô hấp đã đem tuyệt mệnh đảo chủ đánh đến không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc, cương khí hộ thân rung động kịch liệt, tự hồ sắp tan vỡ. Một khi cương khí hộ thân bị đánh tan thì hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì chỉ bằng vào lực lượng thân thể mà ở giữa biển rộng mênh mông này thì chỉ có đường chết. Không bị giết thì cũng bị chết đuối. Cao thủ thần thông bị người ta tước đoạt pháp lực, Mất đi thần thông thì cũng giống như lão hổ mất nanh, không còn chút uy hiếp nào. Diêm ra tay như vậy, liên tiếp tung ra các thủ đoạn âm hiểm, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Luận về thủ đoạn, kỹ xảo vận dụng chân khí thì Phương Hàng có cưỡi ngựa mà chạy cũng không bắt kịp Diêm. A, à, đây là chân khí gì mà sao lại âm độc như vậy? Đầu của ta, mặc kệ là vũ hóa môn gì gì, dếp 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 tuyệt mệnh đảo chủ chúng phải công kích, cảm thấy ký ức trong đầu bị tổn thương, thần trí trở nên mơ hồ, mơ hồ cảm giác được bản thân sắp biến thành người ngu ngốc. Cao thủ thần thông bí cảnh đối với não hải của mình nắm rõ phi thường. Khi bị chân khí lạ có chứa vong tình thủy xâm lấn thì tuyệt mệnh đảo chủ liền cảm nhận được, mạnh mẽ cắn răng một cái, thúc giục kỳ công của mình cố gắng ngăn cản sự xâm lấn của vong tình thủy, đồng thời phát ra tiếng hét điên cuồng, toàn thân cương khí ngưng tụ lại, trung động kịch liệt, đánh ra hai đạo cương khí về phía Phương Hàng và Diêm, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, bay ra xa. Phanh! Phanh! Phương Hàng vận một hoàng công, ngưng tụ cự một hung hăng đánh xuống muốn đuổi theo thì Diêm ngăn lại. Giặc cùng chớ đuổi. huống hồ người này tu luyện một loại tiểu thừa ma pháp, là thiên cương tuyệt mệnh công, khi lâm nguy có thể tự tuyệt, ngọc đá cùng nát. Bất quá hắn trúng phải vong tình thủy, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên ngu ngốc, trừ phi có cao thủ trường sinh bí cảnh hoặc tầng thứ 9, tầng thứ 10 thần thông bí cảnh giải cứu thì mới được chứ hắn không có khả năng tự cứu đâu. Chúng ta chờ một lúc, cho thương thế của hắn phát tác thì sẽ đuổi đến nơi ở của hắn, chém tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căng, đồng thời cướp đoạt bảo tàng của hắn. Một tán tu mà có thể tu luyện thành cương khí thì hẳn có là có bảo bối trân quý, không thể nào là loại tầm thường được. Nói rất hay ta cũng đang có ý này. Phương Hàng gật gật đầu, Người thu thập hắc thủy vương xa đi, ta đi tìm Long Huyên cùng ma nữ, cũng không biết các nàng ra sao. Trong lúc nói chuyện, Diêm đã bay ra ngoài, mang theo hoàng tuyền đồ bay về phía hắc thủy vương xà ở dưới biển đem con cự mãn vừa hóa dao này thu vào trong hoàng tuyền đồ rồi trở về lại trên da của Phương Hàng. Mà Phương Hàng thì vận chân khí bay về chỗ Long Huyên và ma nữ rơi xuống. Cô đông cô đông, cô đông cô đông. Một đám bọt khí nổi lên trên mặt biển, sau đó một đạo nước bắn lên, Long Huyên ôm ma nữ đứng trên đỉnh của cột nước, thấy Phương Hàng bay tới thì trên mặt lộ vẻ kỳ dị, không thể ngờ được là tuyệt mệnh đảo chủ lại ngầm theo đầu hắc thủy vương xà này. Phương Hàng Huynh có thể đánh khiến cho hắn phải bỏ chạy sao? Ta hô to bản thân là đệ tử vũ hóa môn, thừa lúc hắn đang thất thần thì tập kích thành công. Phương Hàng nhìn Long Huyên và ma nữ, không nhịn được hỏi, "Các muội thế nào, thương thế có nghiêm trọng không?" "Khá tốt, chỉ có điều pháp lực bị hắn đánh cho tán loạn, hơn nửa linh khí pháp y của muội cũng bị hủy." Long Huyên lắc đầu nói, "Bất quá cũng may là muội tu luyện Vạn Thủy Thần Quyết, ở đây thì như cá gặp nước, nếu không thì cũng gặp nạn lớn rồi." Vừa nãy muội ở trong nước khôi phục pháp lực, vừa muốn lên giúp huynh thì thấy tuyệt mệnh đảo chủ phi hành phi hành bỏ chạy. "Không bị thương là tốt rồi." Phương Hàng cũng biết trên người Long Huyên và ma nữ đều có pháp bảo hộ thân, không có khả năng chỉ trúng mục kích đã chết, chỉ là pháp lực bị đánh cho tán loạn, tạm thời mất đi thần thông. Hắc Thủy Vương xà đâu? Khi tuyệt mệnh đảo chủ phi hành bỏ đi cũng không có mang theo Hắc Thủy Vương xà. Long Huyên hỏi. Phương Hàng chớp mắt nói, bị ta thu lấy rồi. Nguyên lai trên người Phương Huynh có đạo khí. Khó trách có hùng tâm kiêu chiến hoa sư Huynh cũng khó trách có thể đánh lui tuyệt mệnh đảo chủ. Long Huyên nghe vậy thì đầu tiên là bị dọa cho nhảy dựng lên, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, bất quá đây cũng là bí mật của Huynh. Huynh yên tâm, Long Huyên tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ. Nếu có chút phong thanh nào thì ta sau này vĩnh viễn không có hy vọng tu thành trường sinh bí cảnh. Có đủ không gian để chứa đứt quái vật lớn như hắc thủy vương xà mà không để lộ ra chút dấu hiệu này thì chắc chắn không phải là bảo khí, chỉ có thể là đạo khí trong truyền thuyết mới có thể làm được điều đó tri thức này cả hồng di quận chúa cũng biết chứ đừng nói đến nhân vật cao tầng hiểu nhiều biết rộng như long huyên chuyện này cũng không có gì long huyên muội cũng không cần phải phát thệ nghiêm trọng như vậy chúng ta đều là đệ tử vũ hóa môn ta tặng âm dương vạn thọ đang cho muội thì cũng có nghĩa là ta tin tưởng muội chúng ta đi trốn nguy hiểm như quy hư để lịch lãm vốn tính mạng bản thân đã phó thác cho đối phương nếu không có chút tín nhiệm thì làm sao có thể làm được. Phương Hàng khoát khoát tay, chuyển đề tài, đúng rồi, mùi kiến thức rộng rãi, vừa nghe đã biết người vừa rồi là tuyệt mệnh đảo chủ, tự hồ có quen biết sao. Mùi biết hắn sao? Long Huyên bình tĩnh trở lại, cũng không nói gì về chuyện Phương Hàng có bảo khí nữa, tự hồ như chưa từng nói đến chuyện này. Chuyện này cũng là bình thường, hai người đều là người thông minh, tự nhiên là biết phải làm như thế nào để giữ được mối quan hệ tốt đẹp, tán tu ở trên biển nhiều vô số, có cả trăm nghìn thế lực, bất quá tuyệt mệnh đảo chủ cũng có chút tiếng tâm, bởi vì người này âm trầm, cay độc, chuyên làm những việc như giết người cướp của, xú danh nổi trội, là một trong 40 tên đạo tặc nổi tiếng ở trên biển. Trước kia hắn từng bái một trưởng lão thiên tuyệt tông ở ma giáo làm thầy, về sau bởi vì tàn sát đồng môn, cướp đoạt pháp bảo mà bị trục xuất khỏi ma môn, chạy trốn tới hải ngoại làm tán tu, tuyệt mệnh đảo của hắn phi thường bí ẩn, không ai rõ là ở đâu. 40 đạo tặc là ở cùng một chỗ sao? Cũng không phải là như vậy, đây chỉ là do tán tu ở hải ngoại đề cử ra 40 tên cùng hung cực ác xếp chung một chỗ, mà tuyệt mệnh đảo chủ xếp hạng 38. Ma nữ nghe Phương Hàng cùng Long Huyên nói chuyện, thì cũng gật đầu, ta cũng nghe được trong giới tán tu ở hải ngoại có 40 đạo tặc nhưng chưa từng gặp qua bao giờ mà tên tuyệt mệnh đảo chủ này cũng chỉ xếp hạng 38, bài danh đệ nhất thì lợi hại đến mức nào. Thì ra là người bị ma giáo trục xuất. Vẫn chỉ một thân một mình. Phương Hàng nghe vậy thì nói, hắn lần này bị ta đánh trọng thương bỏ trốn. Chúng ta trước tiên rời khỏi đây tìm một địa phương yên tĩnh để tu dưỡng. Ta cũng đem hắc thủy vương xà tế luyện, còn các muội thì tập trung khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó chúng ta sẽ truy sát tuyệt mệnh đảo chủ thừa lúc hắn đang trọng thương mà tuyệt mệnh của hắn luôn huynh biết tuyệt mệnh đảo ở đâu sao long huyên vừa nghe liền vội hỏi ta mặc dù rất quen thuộc với biển nhưng cũng không biết tuyệt mệnh đảo ở nơi nào ta đương nhiên biết rõ bởi vì hắn đã bị ta đánh trọng thương trên người có lưu lại ấn ký của ta phương hằng biết rõ diêm khẳng định có phương pháp truy tung nên đáp lại tốt lắm chúng ta rời khỏi đây thôi Long Huyên gật đầu, đây là nơi Hắc Thủy Vương xà vừa mới hóa giao, chấn động rất lớn, sợ là sẽ có một số người cảm ứng được mà chạy đến. Phải biết rằng ở hải ngoại có một số người thần thông cực cao, từ nguyên khí ba động ngoài ngàn dặm mà vẫn có thể biết được có chuyện gì xảy ra. Đi. Phương Hàng tự nhiên biết được thiệt hơn, ba người liền một lần nữa ẩn thân, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bay chừng hai ba ngàn dặm mới ngừng lại, tìm một tiểu đảo hang vắng mà trú chân đảo này phương viên chừng 10 dặm, mạch khí yếu ớt, cũng sẽ không có người nào lựa chọn làm nơi tu luyện, rất tốt để làm nơi dừng chân tạm thời. Sau khi hạ xuống, Phương Hàng phân ra một tia tinh thần tiến nhập vào hoàng tuyền đồ thì thấy hắc thủy vương xà đang trôi nổi bồng bềnh trên hoàng tuyền hà, trở thành một con rắn ngu ngốc, bất quá vẫn chưa chết, pháp lực vẫn còn đang khôi phục. Diêm, làm sao để luyện chế nó? Ta có một loại phương pháp, không biết là ngươi có dám mạo hiểm hay không mà thôi. Hoàng tuyền môn ta có một thuật tên là Di Hoa Tiếp Một Đại Pháp. Có thể rút pháp lực của người khác rồi chuyển thành pháp lực của bản thân, nhưng mà phải có vong tình thủy, đồng thời phải luyện diêm la kim thân để phụ trợ. Hiện tại ngươi đã có cả hai điều kiện đó. Cái gì là Di Hoa Tiếp Một? Phương Hàng nghe được thì cảm thấy rất mơ hồ. Chính là đem hút lấy pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà, sau đó lại chuyển thành pháp lực của ngươi. Hắc thủy vương xà sau khi hóa thành dao thì pháp lực trên người nói phải có lực lượng ít nhất là 1.500 mã lực. Ta có thể lấy toàn bộ pháp lực này chuyển lên người ngươi, bất quá xác suất thành công không cao, nếu không may thì dị chủng pháp lực xung đột lẫn nhau, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, pháp lực hỗn loạn dẫn đến bạo tạc, nổ tan xác. Bất quá ngươi tu luyện diêm la kim thân, thân thể vô cùng mạnh mẽ, các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường không thể chịu được sự thống khổ này, nhưng ngươi thì có thể chịu đựng được, có thể miễn cưỡng thử một lần. Hơn nữa ta đã dùng vong tình thủy xóa bỏ toàn bộ trí nhớ của nó, sẽ không có chút phản kháng. Nếu không có vong tình thủy xóa trí nhớ, nó chỉ cần có hơi chút chống trả thì ngươi cũng sẽ bị bảo thể mà chết. Diêm Trịnh trọng nói rõ hết tất cả. Nếu không mạo hiểm thì làm sao có được kỳ tích? Ta không có khả năng trong vòng 10 năm tu luyện mà có thể chiến thắng Hoa Thiên Đô, hiện tại 10 năm đã qua gần một năm, thời gian càng ngày càng gấp rút. Ta thì sợ gì chứ? Phương Hàn lập tức đồng ý. Hấp thu pháp lực, di hoa tiếp một, Đem toàn bộ pháp lực của Hắc Thủy Vương xà chuyển thành pháp lực của Phương Hàn. Pháp lực của Phương Hàn hiện tại cũng chỉ có lực lượng tương đương với 600 mã lực, nếu như chuyển hóa thành công thì có thể tăng gấp 3 lần lực lượng gần 2.000 mã lực. Ở chân nguyên cảnh, thậm chí là nguyên cương cảnh cũng không có địch thủ. Trên thế giới thật sự có loại kỳ công như di hoa tiếp một sao. Nếu như vậy chẳng phải lẽ chỉ cần giết một cao thủ thần thông bí cảnh, dùng vong tình thủy tẩy rửa pháp lực của hắn, sau đó chuyển hóa thành pháp lực của ta là được sao? Nếu như vậy, ta giết thật nhiều cao thủ, không ngừng rút lấy pháp lực của họ thì trở thành vô địch thiên hạ sao? Phương Hàng đáp ứng nhưng sau đó lại có chút chần chờ. Không phải hắn e sợ mà là di hoa tiếp một này quả thật quá biến thái đi, không thể nào tưởng được, hoàn toàn vượt ngoài lẽ thường. Nếu như sau khi giết chết hắc thủy vương xà rồi đem pháp lực luyện chế thành bích lạc đại đang chậm rãi tăng cường thực lực thì hắn còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này lại chuyển giao pháp lực từ người này qua người kia, thật sự là quá khó tin. Pháp lực cũng giống như thể lực. Tỷ như giết chết một lão hổ, có thể ăn thịt hổ, uống canh hổ cốt, bổ sung dinh dưỡng, gia tăng khí lực, chuyện này cũng rất bình thường nhưng mà nếu như giết chết mỗi lão hổ rồi đem thể lực của lão hổ chuyển thành thể lực của bản thân thì quả thực là không thể tin được. Chuyển giao pháp lực là kỳ công của Hoàng Tuyền môn. Bất quá cũng không phải đơn giản như vậy, chờ ngươi thử tiến hành sẽ biết, ta cam đoan ngươi sẽ không dám lấy tính mạng ra thí nghiệm lần thứ hai, mà cũng có thể bây giờ ngươi sẽ bị pháp lực xung đột dẫn đến bạo thể mà chết cũng không chừng. Hơn nữa tu luyện càng cao thì việc hấp thu pháp lực này cũng không được bao nhiêu ích lợi, cao thủ thần thông bí cảnh tầng thứ 9, tầng thứ 10 đều có lực lượng cả 10 vạn, trăm vạn mã lực. Cao thủ trường sinh bí cảnh càng không thể tính toán được, chuyển giao pháp lực thì làm được bao nhiêu? Chỉ được một chút lợi ích nho nhỏ mà lại nguy hiểm đến tính mạng. Kết thù với người, mang thêm sát nghiệp. Huống hồ bọn họ cũng không có vong tình thủy hơn nữa thần thông càng cao thì pháp lực càng thâm hậu thì càng khó rút ra, hấp thu. Nếu như hắc thủy xà vương tu luyện tới chân nguyên cảnh thì càng không thể chuyển giao. Nếu không sẽ dẫn đến chân khí xung đột, ngươi chắc chắn phải chết. Loại đạo thuật này chỉ là để xây dựng nền tảng ban đầu, cầu nhanh chóng, lấy tánh mạng ra để đánh cuộc. Ngữ khí của Diêm thập phần ngưng trọng, ngươi nếu đã quyết định như vậy, vậy thì khu trừ tạp niệm, Nghe ta truyền khẩu quyết vận hành chân khí. Chỉ cần sai một chút thì ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng mà lần này ngươi không mạo hiểm thì căn bản không có nửa điểm cơ hội chiến thắng Hoa Thiên Đô, còn có lần này ngươi đi quy hư vô cùng hung hiểm, nếu ngươi không đề cao thực lực của bản thân thì sợ là sẽ chết ở đó. Phương Hàn nghe thấy những lời này của Diêm thì tâm tưởng tự nhiên thông suốt, tu luyện kỳ thực cũng giống như việc buôn bán, tiền vốn bỏ ra càng nhiều thì thu được lợi ích càng lớn. Hoa Thiên Đô tiền vốn quá nhiều, tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng tương đương với ta khổ tu vài năm, không mạo hiểm thì không thể nào vượt qua hắn được. Ngươi cũng đã rõ ràng như vậy rồi. Đôi khi còn tinh minh hơn cả ta. Ta cũng không nói gì nữa. Bắt đầu thôi. Diêm cũng rất hân thưởng sự quyết đoán của Phương Hàn, không liều mạng cũng chết, liều mạng thì còn có chút hy vọng, không bằng liều mạng một hồi, chém giết cho tận hứng. Sau đó, một pháp môn vận hành chân khí truyền vào trong đầu Phương Hàng. Phương Hàng một mặt nghe, một mặt phân ra tinh thần quay đầu nói với Long Huyên và ma nữ, ta hiện tại tu luyện một tiểu thuật, các muội hộ pháp cho ta, miễn cho ngoại nhân quấy rầy. Chuyện này không có vấn đề gì, pháp lực của muội hiện tại đã khôi phục, huynh cứ yên tâm tu luyện đi. Hàng ly kiếm trong tay Long Huyên hơi biến hóa một chút, biến thành một luồng hơi nước đem ba người che mờ đi mà ma nữ cũng không có ý gì khác, y theo sự phân phó của Phương Hàng mà làm. Nàng hiện tại bị Phương Hàng quản chế, không thể không nghe lời, hơn nữa Long Huyên ở bên cạnh cũng dám thị nàng. Ung um. Phương Hàng thấy Long Huyên thi triển thần thông thì gật đầu, loại thủy ba ẩn tàng thuật này nếu thi triển ở lục địa thì rất dễ bị phát hiện nhưng ở giữa biển lớn như thế này thì lại rất tốt, dung nhập một cách hoàn mỹ vào cảnh vật xung quanh, rất khó phát hiện giờ ta bắt đầu tu luyện không thể bị người khác quấy rầy phương hằng nói xong thì nhắm mắt lại pháp lực toàn thân tỏa ra sau đó tập trung vào trong đầu trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ tựa hồ đã tiến nhập trạng thái tu luyện ngươi cố làm ra vẻ như vậy làm gì sao không bắt đầu tu luyện đi diêm phát giác trạng thái kỳ quái của phương hằng thì thắc mắc hỏi hừ không thể không có tâm đề phòng người khác Long huyên biết rõ trên người ta có đạo khí sức hấp dẫn lớn như vậy cũng khó có thể chắc chắn là nàng sẽ không động tà niệm mặc dù đều là đệ tử vũ hóa môn nói là không thể chém giết lẫn nhau nhưng mà đây là ở trên hoang đảo một khi nàng giết chết ta đoạt lấy đạo khí thì cũng không có ai biết ta cố ý làm ra vẻ giống như đã tiến vào trạng thái tu luyện là muốn kiểm tra long huyên rốt cuộc là người như thế nào dù sao ngươi vẫn chỉ là long mạch của hoàng tuyền hà không rõ nhân tâm giảo quyệt đến mức nào đâu. Phương Hàng lạnh lùng nói, lần này nếu như Long Huyên chiếm được tín nhiệm của ta, ta mới yên tâm cùng nàng tới quy hư, nếu như lần này nàng không có dị động nào thì ta cũng không phải lo lắng nữa. Phương Hàng, ngươi thật là một con người rất sắc sảo. Đến lúc này Diêm cũng không khỏi bội phục tâm tư cẩn thận của Phương Hàng, ngay cả tảng đá cũng có thể mài ra mở, đối với đồng môn cũng có lòng phòng bị. Kế đó, Phương Hàng vận chuyển pháp lực toàn thân, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhìn giống như là đang tu luyện rất khẩn trương. Kỳ thật tất cả đều là làm bộ, qua một canh giờ sau, Long Huyên vẫn ngồi khoanh chân bất động, ngưng thần đề phòng xung quanh, một chút động tĩnh cũng không có, Phương Hàng cảm thấy dần yên tâm, bắt đầu phối hợp với Diêm Thi triển thuật di hoa tiếp một. Đối với Long Huyên hắn có chút yên lòng, dù sao đều là đệ tử vũ hóa môn, hơn nữa đều là chân truyền đệ tử, nếu như tàn sát lẫn nhau sẽ bị nghiêm phạt, hơn nữa Diêm cũng chuẩn bị rất kỹ, ma nữ cùng Long Huyên cũng là chế ước lẫn nhau. Bất quá lòng người khó dò, hiện làm ra bộ dáng tu luyện để thử kiểm tra xem thử Long Huyên có lòng dạ khác hay không, có vì sự hấp dẫn của đạo khí mà đột nhiên ra tay ám toán phương hàng không. Một kiện đạo khí quả thực là bảo bối trong truyền thuyết, ngay cả Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cũng không phải đạo khí. Năm đại chân truyền đệ tử ngoại trừ Hoa Thiên Đô thì bốn người còn lại sợ là rất khó có khả năng có được đạo khí. Trong chư thế giới có ghi lại, một kiện đạo khí xuất thế thì sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu, thậm chí cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng sẽ xuất hiện tham gia tranh đoạt. Bảo khí bình thường thì cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không tham gia tranh đoạt, giữ thể diện bản thân, nhưng mà đạo khí thì lại khác. Xem ra Long Huyên cũng không có ý gì khác dù sao trừ khi là cùng hung cực ác, thiên tính bạc bẻo, không có nhân tính không thì sẽ không vong ân phụ nghĩa với người có đại ân, lại là đồng môn như ngươi. Diêm gật gật đầu, bắt đầu thôi. Di hoa tiếp một, đấu chuyển tinh di, hóa công biến pháp. Chuyển. Sau một lúc lâu, chân khí của Diêm truyền vào cơ thể của Phương Hàng, đồng thời một phần chân khí truyền truyền vào trong cơ thể hắc thủy vương xà. Hắn tựa như một cái trục xe, mà Phương Hàng và Hắc Thủy Vương xà là hai cái bánh xe. Banh Long Long Tại thời điểm Diêm làm cầu nối giữa Phương Hàng và Hắc Thủy Vương xà thì đầu Phương Hàng chấn động mãnh liệt. Pháp lực của Hắc Thủy Vương xà truyền đến, cuồn cuộn không dứt, không ngừng tiến vào trong người Phương Hàng, hai luồng pháp lực dị chủng gặp nhau, lập tức giống như hỏa dược phát nổ, bộc phát mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Di Hoa tiếp một lại hung hiểm như vậy. Phốt, thất khiếu hắn thoáng cái xuất huyết thân thể tựa hồ nổ tung thành một khối máu thịt lẫn lộn đầu có cảm giác như bị nổ tung nổ tung cũng không phải chỉ một lần là xong mà có cảm giác như một vụ nổ dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ phương hàn cũng biết đây là thời điểm mấu chốt nếu để cho dị chủng pháp lực và chân khí phản ứng dây chuyền kéo dài bản thân chắc chắn giống như lửa cháy sơn lâm căn bản không thể dừng lại được pháp lực giá tiếp tứ thập cửu chuyển đại diễn thiên cơ nhất nguyên diệu dụng diêm la hoàng đạo an nhẫn bất động địa tàng mật môn thần thông môn khai hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại trong nháy mắt phương hàn quên hết toàn bộ đau đớn của thân thể toàn bộ tinh thần đều biến thành một luồng ý niệm đó chính là hải nạp bách xuyên dung nhập tất cả dựa theo pháp môn vận chuyển chân khí của di hoa tiếp một tạo thành một cái cửa không ngừng dung nạp pháp lực cường hoành áp chế các vụ nổ thông vệ dị chủng pháp lực. Hải nạp bách xuyên, trăm sông đổ về biển lớn. Một cổ pháp lực dung nạp vào trong chân khí của hắn, bị dung hợp, hòa tan, cũng không có phát sinh xung đột gì khác, biến thành pháp lực của hắn. Thần thông di hoa tiếp một quả nhiên không tầm thường, có điểm rất độc đáo. Lúc này toàn thân phương hàng như nhét đầy không khí, căng phòng lên giống như bóng cao su, trôi nổi giữa không trung long huyên cùng ma nữ đều mở to hai mắt ra nhìn không biết rốt cuộc phương hằng đang làm cái gì vì sao lại phát sinh biến hóa như vậy huynh ấy đang tu luyện thần thông gì vậy ta mặc dù kiến thức cũng rộng nhưng cũng không biết hiện tượng này là đang tu luyện loại thần thông nào nếu lỡ mà xảy ra bạo thể mà chết thì ta khó tránh khỏi bị liên quan long huyên trong nội tâm vô cùng khẩn trương nếu lỡ phương hàng xảy ra chuyện gì thì nàng rất khó tránh khỏi liên quan, phải tiếp nhận điều tra, xét hỏi. Hơn nữa điều tiếng dư luận cũng rất khó kiểm soát được, phương hàng có đại ân với nàng, mà giờ đây khi phương hàng đi thám hiểm cùng nàng lại đột nhiên chết. Dù chỉ là tin đồn cũng không phải là chuyện dễ chịu. Đồng dạng, nếu như nàng chết thì Vũ Hóa môn cũng sẽ tra xét phương hàng. Chân truyền đệ tử khác hẳn với nội môn, ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử chết cũng không có gì, còn có thể lấp liếm đi, nội môn đệ tử thì ra xét kỹ càng hơn rất nhiều, mà chân truyền đệ tử chết thì tất cả các trưởng lão đều sẽ nổi lôi đình, thậm chí trưởng giáo chí tôn cũng sẽ ra mặt. Dù sao trong môn phái cũng chỉ có hơn 100 chân truyền đệ tử, thiếu đi một người là chuyện rất nghiêm trọng. Phanh 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 phanh. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang vọng là từ trên người phương hàng phát ra. Cứ mỗi một tiếng nổ thì Phương Hàng lại phun ra một nguồn máu, tự hồ như gân mạch, cơ nhục của hắn đứt thành từng khúc. Không tốt. Long Huyên sợ hãi hô lên. Nhưng mà tiếp đó, Phương Hàng đột nhiên mở mắt, thân người đang phình to nhưng bong bóng bỗng nhiên thu lại, ánh mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, miệng thở ra một hơi, khí lưu cuồn cuộn, tựa như lốc xoáy, đất đá trên hoang đảo bị khí lưu cuốn lên, các bay đá chạy đầy trời. Khí tức thật cường đại huynh ấy có lực lượng ít nhất là 2.000 mã lực. Long huyên khiếp sợ hô lên, ma nữ lại càng khiếp sợ hơn, không có khả năng, không có khả năng. Sao có thể đột nhiên gia tăng nhiều pháp lực như vậy chứ? Phương Hàn rốt cuộc cũng đã di hoa tiếp một thành công. Thế nào? Phương Hàn ngươi có muốn nếm thử cảm giác đó lần nữa không? Cảm giác khi hóa giải sự xung đột giữa các loại dị chủng pháp lực như thế nào? Đây chỉ mới là hắc thủy vương xà vừa hóa giao, Pháp lực vừa mới sinh ra, tinh thần lạc ấn trên đó còn chưa sâu đậm đó. Diêm treo chọc hỏi. Cuối cùng cũng thành công sao? Ta còn tưởng rằng vừa rồi thoáng cái thân thể đã nổ mạnh, toàn thân thịt nát xương tan. Phương Hàng tỉnh táo lại, cảm giác được pháp lực trong cơ thể hùng hậu hơn, mạnh mẽ hữu lực, chỉ hơi chút rung động là tạo ra chấn động giống như sắt thép va chạm với nhau liền biết lần này hắn đã di hoa tiếp một thành công, chiếm được toàn bộ pháp lực của Hắc thủy vương xà vừa rồi tại chỉ trong phút chốc, tinh thần hắn đã triệt để vong ngã, chỉ còn duy nhất cảm giác được chấn động mạnh mẽ trong đầu, khi đó hắn tưởng rằng mình đã xong rồi, toàn thân thịt nát xương tan, không ngờ là lại thành công. Cái này thật sự một nửa là nhờ vào vận khí. Đến lúc này hắn mới hiểu được sự nguy hiểm của Di Hoa tiếp một, từ nay về sau nhất quyết không thử lại lần thứ hai. Bởi vì không có gì có thể bảo chứng vận khí hắn lại tốt như lần này, mạo hiểm một lần thì còn được, liên tục mạo hiểm khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, khi đó hắn chắc chắn phải chết. Dị chủng pháp lực xung đột quá hung hiểm, một khi nổ mạnh chẳng những thân thể hóa thành bột phấn bà ý thức tinh thần cũng chấn toái, có thể nói là vạn kiếp bất phục, vĩnh không siêu sinh. Bằng vào pháp lực hiện tại của mình cũng có thể cùng tuyệt mệnh đảo chủ đấu một trận, huống chi bây giờ bản thân hắn đã bị trọng thương. Lần này xét nhà, diệt môn. Hắn là một trong 40 đạo tặc ở hải ngoại, Chắc hẳn giết người cướp của rất nhiều, bằng không cũng không được xếp hạng như vậy. Đây là tiền của phi nghĩa, không lấy bây giờ thì còn đợi đến lúc nào. Diêm, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được hang ổ của hắn phải không? Đương nhiên là cảm ứng được. Một người một giao nhanh chóng trao đổi với nhau. Hắc thủy vương xà bây giờ chỉ còn lại xác, nhưng máu huyết vẫn rất hùng hậu, da, răng, sừng đều là tài liệu rất tốt để chế tạo linh khí, thậm chí bảo khí. Máu của nó có thể luyện chế được ít nhất 300 viên giao huyết đan, mà phẩm chất của nó chắc hẳn hơn xa huyết đan luyện chế từ bạch mau phi cương. Dù sao thì hắc thủy vương xà cũng là hồng hoang dị chủng lột xác thành giao, máu của nó thuộc hàng thượng phẩm, một viên huyết đan luyện chế từ nó cũng phải tương đương với 10 viên huyết đan bình thường. Như vậy những tu la kia có đầy đủ thực vật, thể lực sung mãn, có thể giúp ta chinh chiến, giết chóc rồi. Phương Hàng lại vận chuyển chân khí một lần nữa, khơi thông gân cốt, kinh mạch toàn thân, chữa trị nội tạng. Xong xuôi hết, hắn đứng giữa không trung phát ra tiếng cười ha hả. Tuy tuyệt mệnh đảo chủ hơn hắn một cảnh giới nhưng hiện tại đơn đã độc đấu hắn có thể sẽ chiếm được thượng phong. Tuyệt đối sẽ không sợ người này, vừa nghĩ tới đối phương là một trong 40 tên đạo tặc, hang ổ khẳng định tàn trữ rất nhiều đồ tốt, mà đối phương lại bị trọng thương thì tâm của Phương Hằng không nhịn được nóng lên. Đi. Phương Hàng dẫn đầu bay lên. Đi đâu? Long Huyên thấy Phương Hàng không có chuyện gì, ngược lại còn sinh Long hoặc hổ thì thở vào, làm sao mà pháp lực của Huynh lại tăng vọt nhiều như vậy? Ta mới vừa tu luyện thành một môn thần thông mà thôi. Giờ chúng ta đi tấn công hang ổ của tuyệt mệnh đảo chủ. Tốt, chỉ cần có thể tìm được tuyệt mệnh đảo thì nhất định phải giết chết hắn. Phải biết rằng, Vạn Quy Tiên Đảo còn treo giải thưởng truy nã 40 đạo tặc. Long Huyên cũng bay theo, lập tức hưởng ứng, chúng ta giết tuyệt mệnh đảo chủ này rồi mang đến Vạn Quy Tiên Đảo để lĩnh thưởng cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Vạn Quy Tiên Đảo là một trong 10 môn phái tiên đạo, thế lực khổng lồ, là bá chủ trên biển. Bất quá cũng không có khả năng thống nhất toàn bộ trăm ngàn tán tu, hàng tỷ hải đảo trên biển lại cho dù là siêu cấp môn phái như Thái Nhất môn cũng không có khả năng giám thị toàn bộ tán tu trên biển. Phải biết rằng ở ngoài biển có rất nhiều tuyệt địa, nơi đó có những cao nhân vô cùng lợi hại. Như nơi sâu nhất trong quy hư, thông với các không gian kỳ dị, dẫn đến rất nhiều thế giới, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả thiên ma ma thần xuất hiện. Bởi vì nơi đây ngư long hỗn tạp nên mới có tuyệt mệnh đảo chủ, có 40 đạo tặc. Đương nhiên trên biển vẫn có rất nhiều tu sĩ vô cùng lương thiện, một lòng thanh tu. Trong biển có trăm ngàn quái thú, hắc thủ vương xà hóa giao lần này phương hàng nờ dê phải, rồi đánh nhau với tuyệt mệnh đảo chủ cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện như vậy tại nơi biển rộng mênh mông này bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra. Ba người phương hàng, Long Huyên, ma nữ nối nhau bay lên. Hiện tại pháp lực của phương hàng hùng hậu. Tương đương với bốn cao thủ chân nguyên cảnh, vì không muốn trì hoãn thời gian nên hắn vung tay, hai cổ một hoàng chân khí bao trùm lấy hai nàng, mạnh mẽ đẩy đi. Bất quá trước khi phi hành, Phương Hàng cũng sử dụng ẩn nặc phù, đem thanh âm, khí lưu, hình thể che giấu đi. Ẩn nặc phù là pháp khí dùng để ẩn thân, chỉ cần là cao thủ thần thông bí cảnh thì có thể luyện chế, bất quá cần rất nhiều tài liệu, như tán quan thạch phân ở dưới lòng đất, Phương Hàng cũng không có nhiều thời gian đi tìm kiếm những tài liệu này, nhưng trên người Long Huyên thì có rất nhiều. Ở Vũ Hóa Môn có quy định, đệ tử đi xuống lòng đất thu thập các loại khoáng thạch, tài liệu cống hiến cho môn phái thì có thể được ban thưởng dược liệu. Vũ Hóa Môn có hơn 10 vạn đệ tử cùng đi thu thập tài liệu thì lượng lưu trữ trong kho phong phú vô cùng. Phương hàng phi hành tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn chưa hơn được tốc độ của âm thanh, đây một phần cũng là vì chưa luyện thành cương khí. Bất quá với pháp lực hùng hậu như bây giờ, trong thời gian cùng quãng đường phi hành tăng lên rất nhiều, không cần phải cứ bay vài ngàn dặm thì lại nghỉ ngơi, một hơi bay cả vạn dặm thì pháp lực cũng không khô kiệt, vẫn có sức chiến đấu như cũ. Bên này, chuyển quá hướng Nam. Hướng Bắc. Diêm không ngừng nói phương hướng ở trong đầu phương hàng, chỉ dẫn đi đến hang ổ của tuyệt mệnh đảo chủ. Phi hành mấy ngàn dặm, chuyển đông, chuyển tây, ước chừng qua hai canh giờ, sắc trời dần tối lại, quần tinh bay lên, tinh quang lấp lánh sang rọi một vùng yên tĩnh. Lúc này nếu trong thuyền đi trên biển, uống rượu, thưởng ngoạn sao trời thì thật là mỹ diệu. Nhưng chúng ta lúc này lại đang đi giết người cướp của, hoàn toàn không phù hợp với mỹ cảnh này. Long Huyên có chút cảm than nói. Đêm không trăng thì mới tốt cho việc giết người phóng hỏa. Trời đầy sao sáng như đêm nay đương nhiên không thích hợp để giết người, cướp của, bất quá chúng ta đây là đi giết đạo tặc, trảm yêu trừ ma. Phương Hằng quang oang quan nói: "Chính là phía trước." Giọng nói lạnh lùng của Diêm Lại vang lên trong đầu Phương Hằng. Hắn vội ngưng tụ chân khí tập trung vào mắt, nhìn ra xa liền thấy rõ cảnh vật trước mắt, chỉ thấy trên mặt biển xa xa có một cái hạp cốc dài, hắc khí tràn ngập, không biết dài đến mức nào, xung quanh hạp cốc này có bãi đá ngầm nguy hiểm vô cùng, tựa hồ như là một mê trận, liếc nhìn qua thì không biết có bao nhiêu đá ngầm. Hạp cốc này thật hung hiểm. Long Huyên cũng nhìn thấy hạp cốc có này khí thế hung tàn, sát khí ẩn ẩn không ngừng bốc lên thì nhịn không được hít một hơi than. Tuyệt mệnh đảo chủ ẩn nấp trong hạp cốc này, chúng ta đi vào phải cẩn thận, tránh bị địch nhân mai phục. Phương Hàng không chút do dự, cùng với ma nữ và Long Huyên bay vào trong hạp cốc. Sau khi bay vào trong hạp cốc chốc lát, đột nhiên từ chân trời có bảy tám nam nữ tu sĩ mặc đạo bào có theo hình bát quái màu vàng bay lại, phi hành dựa vào pháp bảo chứ không phải nhờ vào pháp lực của bản thân bởi vì bọn họ còn chưa có tu luyện ra pháp lực, nói cách khác không có ai tiến vào thần thông bí cảnh. Nếu như Long Huyên nhìn thấy mấy người này thì chắc chắn sẽ nhận ra đạo bào theo hình bát quái này. Trong tiên đạo chỉ có một môn phái sử dụng nó, chính là Thái Nhất Môn, cũng chỉ có đệ tử của Thái Nhất Môn mới có thể theo dùng loại đạo bào này. Trương Sư Huynh Đây chính là ác quỷ hạp. Tuyệt mệnh đảo chủ, tên đạo tặc bài danh thư 38 ẩn trốn ở đây. Chúng ta có thể trảm yêu trừ ma, đây chính là công đức lớn vô cùng. Tăng được thêm một lượng lớn công đức trên công đức bản của môn phái thì có thể đổi lấy rất nhiều đan dược, pháp bảo. Một đệ tử hướng đến sư huynh dẫn đầu nói. Đúng vậy, giết chết tuyệt mệnh đảo chủ, đem thi thể của hắn mang về môn phái có thể thu được đại công đức ta bằng vào công đức này thì có thể tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử. Vị Trương sư huynh cầm đầu lạnh lùng cười, trên người theo ẩn ẩn có một tia pháp lực. Hắn là cao thủ thần thông bí cảnh. Trong 8 đệ tử thái nhất môn này cũng chỉ có Trương sư huynh là người duy nhất đạt tới thần thông bí cảnh, bất quá hắn cũng không có thi triển pháp lực, cũng dựa vào pháp bảo để phi hành, hiển nhiên pháp lực còn chưa tu luyện tinh thâm, chưa luyện thành chân khí nhưng mà tu thành thần thông vẫn còn là nội môn đệ tử có thể thấy được để trở thành chân truyền đệ tử ở thái nhất môn gian nan đến mức nào cần thực lực mạnh mẽ đến mức nào nghe đồn tuyệt mệnh đảo chủ đã tu luyện tới tầng thứ ba thần thông bí cảnh nguyên cương cảnh phi hành cực nhanh lại luyện thiên cương tuyệt mệnh thủ một chiêu sát nhân chúng ta tuy hợp thành bác quái huyền thiên trận sợ là cũng không thể giết chết được hắn còn bị hắn phản kích giết chết một đệ tử lo lắng nói ngươi yên tâm, chúng ta tự nhiên là không xung phong đi đầu. Vạn quy tiên đảo lần này mạnh mẽ phát lệnh truy nã đối với 40 đạo tặc, là lần truy nã gắt gao nhất từ trước đến nay. Chưởng giáo vạn quy tiên đảo đã phát ra ấn chiếu, hiệu lệnh tất cả tán tu trên biển tiến hành vây bắt 40 đạo tặc. Trương Sư Huynh cười hắc hắc nói, hai tên đạo tặc bài danh 40, 39 vừa bị tru sát cách đây không lâu. Hiện tại hẳn là mọi người đều đang tìm kiếm sao huyện của tuyệt mệnh đảo chủ này chỉ là còn chưa có người tìm được mà thôi bất quá hiện ta biết rõ hắn ở ác quỷ hạp này âm thầm thông tri cho người của liên minh năm đảo bất dạ đảo huyền không đảo ngao ngư đảo linh châu đảo bọn họ vừa nhận được tin tức nhất định sẽ đến đây truy sát ta nghĩ chỉ khoảng nửa canh giờ nữa là bọn họ sẽ đến liên minh năm đảo một đám tán tu nhỏ bé mà thôi có thể làm ra được trò trống gì chỉ có đảo chủ bất dạ đảo còn có chút phân lượng một tên đệ tử lạnh lùng hừ một tiếng đám tán tu này đều là có được chút kỳ ngộ nên mới bước vào thần thông bí cảnh bất quá bọn chúng vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện thành chân khí bởi vì bọn chúng không có công pháp tu luyện bình thường cao thủ khi có được kỳ ngộ tiên duyên khổ luyện vài chục năm thì có thể bước vào thần thông bí cảnh nhưng lại không có được công pháp tu luyện thần thông thì cũng vĩnh viễn không có khả năng chuyển hóa pháp lực thành chân khí chỉ có thể quanh quẩn ở tầng thứ nhất mà thôi Công pháp tu luyện thần thông bí cảnh trên cơ bản chỉ có các đại môn phái, hoặc các điển tịch thượng cổ mới có ghi chép lại. Tuyệt mệnh đảo chủ vôn là đệ tử của thiên tuyệt tông trong ma môn nên mới có thể tu luyện thành cương khí. Bất dạ đảo gần đây cũng có chút khởi sắc, thiếu đảo chủ trở thành đệ tử vũ hóa môn, hơn nữa còn có quan hệ với một vài nội môn đệ tử của vũ hóa môn, các tán tu ở hải ngoại cũng không dám nắc tội với hắn. Trương sư huynh liếm liếm môi nói, ta nghe nói có một vài nội môn đệ tử của vũ hóa môn đến làm khách ở bất dạ đảo biết được tin tuyệt mệnh đảo chủ ở tại ác quỷ hạp thì chắc chắn bọn họ sẽ đi cùng để cho bọn họ xung phong liều mạng cùng tuyệt mệnh đảo chủ còn chúng ta thì xuất kỳ bất ý đỡ hao phí sức lực không sai trương suy huynh tính toán thật chu toàn chúng ta cũng xem thử xem thực lực của đệ tử vũ hóa môn xem sao vũ hóa môn gần đây liên tục xuất hiện nhân tài dần uy hiếp địa vị của Thái Nhất Môn. Nếu cứ để như vậy, thì sẽ có bất lợi với sự nghiệp dùng công đức định thiên hạ của Thái Nhất Môn chúng ta. Lần này chúng ta đi lịch lãm, sư phó cũng nhắc nhở phải đặc biệt chú ý đến đệ tử Vũ Hóa Môn. Một đệ tử trầm ổn nói: Dùng công đức định thiên đạo trong thiên hạ, đây là sự nghiệp do trưởng giáo chí tôn định ra. Hiện người tu luyện trong thiên hạ đông đảo, ngư long hỗn tạp hết thảy đều dùng lực lượng để nói chuyện, bởi vậy có rất nhiều tên cuồng vọng. Nhất định phải định ra một khuôn khổ cho người tu hành trong thiên hạ, dùng luật pháp để ước thúc bọn họ, một khi vi phạm luật lệ thì sẽ bị kiếp số giáng xuống. Đây chính là thế thiên hành đạo. Lại đệ tử nói ra những lời hùng hồn, chuyện này chính là tiên nghiệp của muôn đời, thái nhất môn chúng ta mới là chân chính trưởng quản của tiên đạo, thống lĩnh quần tiên, lập ra thiên cung, thiên đình đây là mục tiêu của tất cả mọi người trong thái nhất môn mọi cùng phấn đấu nỗ lực trương sư huynh thần sắc ngưng trọng nói chúng ta tạm thời không tiến vào ác quỷ hạp chờ liên minh na đảo và đệ tử vũ hóa môn đến đi bây giờ cứ tìm một chỗ ẩn nấp đã đây ta có một cái độn thiên bảo phù chính là bảo khí sư tôn bang cho trước khi đi chỉ cần sử dụng cái này thì cao thủ thần thông từ thiên nhân cảnh trở lại đều không thể phát hiện ra tung tích của chúng ta trong lúc nói chuyện, vị trương su huynh đã trịnh trọng lấy từ trong ngực ra một ngọc phù. Trên ngọc phù này có khảm hoàng kim, tử kim, bạch kim, thanh kim, ô kim năm loại màu sắc, đúc thành một các loại đồ hình, phù chú, bên trong có pháp lực cường đại vận chuyển không ngừng. Phù bảo này phát ra vòng sáng, đem tám đệ tử của Thái Nhất Môn che giấu đi, không còn lại chút dấu vết nào. Quy lực của kiện linh phù này thật là mạnh, quả thật là cực phẩm bảo khí sau khi mấy người thái nhất môn ẩn nấp được chừng hai nén hương thì từ chân trời loáng thoáng có tiếng gào thét truyền lại mấy bóng người nặng nề hiện ra lại có một nhóm người liên thủ bay tới trong đó có một đạo cầu vồng màu vàng kim sáng chói đạo ánh sáng này phi hành ở tầng thấp khi phi hành dẫn động nước trên mặt biển tách ra một khe nước sâu hoắm dài dằng dặc loại lực lượng này tương đương với lực lượng mấy trăm mã lực Đạo cầu vòng này chính là như ý kim yên được thần thông bàn võ đại lực tế luyện qua. Ác quỷ hạp này thật là dài, bên trong quả thực giống như một mê cung. Lúc này Phương Hàn, Long Huyên và ma nữ đã tiến nhập vào ác quỷ hạp. Ác quỷ hạp này tĩnh lặng vô cùng, vừa đi vào thì đã bị hắc khí tràn ngập bao phủ. Bốn phía đều là những cột đá cao vút, tiếng gió rít gào, sóng biển vỗ ì ầm. Hừ, mặc cho tên tuyệt mệnh đảo chủ này gian hoạt đến mức nào cũng khó mà trốn thoát khỏi cảm ứng của ta. Hắn dùng một ma pháp vụn vặt để đặt ảo cảnh, viễn tượng khắp nơi, đem đá ngầm, nước non khu vực này hợp thành một, che giấu rất nhiều pháp bảo. Mặc dù có thể che giấu được cao thủ từ thiên nhân cảnh trở xuống nhưng làm sao có thể che giấu được ta? Diêm trao đổi cùng Phương Hàn. Sau đó bọn họ bay đến một vùng đá ngầm bi ẩn, bên dưới có dòng nước xoáy mãnh liệt. Ở chỗ này có khuôn viên chừng 2.000 mẫu, giống như một cái hồ nước nhỏ, chính giữa là dòng xoáy mạnh mẽ không ngừng quay cuồng, xung quanh là những tảng đá ngầm vững chãi, hắc vụ tràn ngập, gió biển rít gào, nước biển ầm ầm giận dữ, thật là kinh tâm động phách. Chính là chỗ này, ngươi dùng chân khí mạnh mẽ oanh kích đi. Được. Phương Hàng vận chân khí, đánh ra một chưởng, một khối cự một hiện ra bay thẳng xuống, mạnh mẽ đánh vào dòng nước xoáy ở bên dưới. 333. nhưng chưa đánh xuống tới nước biển thì giả bị một lực lượng vô hình ngăn cản sau đó lớp lớp hắc vụ bị đánh tan dòng nước xoáy hoàn toàn biến mất hiện ra một cái đảo nhỏ và một cung điện vững chãi trên đó một tòa cung điện lộng lẫy đẹp đẽ trên cửa cung điện có viết tuyệt mệnh đảo tuyệt mệnh thần cung tòa tuyệt mệnh thần cung này nếu như ở trong thế tục thì tuyệt không kém gì phủ đệ của một vị tổng đốc rộng lớn hùng vĩ Xa hoa. bất quá ở trong các môn phái tiên đạo thì cung điện này cũng không là gì không có được khí tức thần tiên nhưng cái này lại rất phù hợp với thân phận tán tu của tuyệt mệnh đảo chủ một tán tu thì làm gì có thời gian tinh lực để chế tạo một cung điện rộng vài trăm đến ngàn dặm chứ chỗ ở của tán tu cũng rất đơn giản không thể so sánh với môn phái lớn như vũ hóa môn bên ngoài cung điện cũng không có trận pháp cấm chế nào bởi vì bố trí đại trận cần phải có đạt tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh mới được. Chỉ có cao thủ thiên nhân cảnh mới có thể câu thông với thiên địa, hiểu được ý cảnh của nhật nguyệt, cỏ cây, phong thủy, triều tịch mới có thể đem pháp lực kết hợp lại một chỗ, tuần hoàn không ngừng, gia tăng uy lực lên gấp trăm ngàn lần. Tuyệt mệnh đảo chủ còn chưa đạt tới cảnh giới này, nếu không thì đã sớm giết chết mấy người phương hàng rồi. Cũng bởi vì vậy Phương Hàng chỉ cần vận một hoàng chân khí đánh ra một chiêu liền phá được pháp thuật che mắt của tuyệt mệnh đảo chủ. Nếu như có thêm các loại đại trận phòng hộ thì Phương Hàng cũng không phá được dễ dàng như vậy. Oanh long long. Oanh long long. Thoáng cái đánh vỡ huyễn cảnh, lộ ra hình ảnh chân thực, thấy được sâu bên trong tuyệt mệnh thần cung loáng thoáng truyền ra khí tức pháp lực thì cười lạnh giơ tay lên, lập tức năm luồng thanh khí theo đầu ngón tay bắn ra hóa thành năm khối cự một đánh mạnh xuống mạnh mẽ đánh sập mấy gian phòng mấy gian phòng này được xây dựng từ những vật phẩm xinh đẹp có vàng bạc trân châu trang sức trang trí rất hoa lệ những thứ này trong nhân gian có giá trị liên thành nhưng đối với người tu đạo thì cũng không có ý nghĩa gì phương hàng cũng không có tiếc nuối khi phá vỡ những căn phòng này vàng bạc trong thế tục không có chút ý nghĩa gì đối với người tu tiên một không mua được một viên đan dược, hai không mua được pháp khí, linh khí. Vàng bạc chỉ ngẫu nhiên trong lúc luyện đan có thể dùng tới. Tiền tệ mà cường quốc mạnh nhất trong thiên hạ dưới trướng thái nhất môn dùng cũng không phải là vàng bạc mà là một loại huyền hoàng tiễn, loại tiền này mới là tiền lưu thông trong giới tu đạo. Bất quá phân nửa giao dịch trong giới tu đạo chủ yếu vẫn là lấy vật đổi vật. A. À, Tên âm hồn bất tán nhà ngươi lại có thể tìm được tuyệt mệnh đảo. Phương Hàng trong thoáng chốc đánh sụp rất nhiều phòng ốc, tuyệt mệnh đảo chủ cũng không thể ngồi yên được, từ trong phòng luyện đang bay ra, nơi hắn bay ra là một căn phòng nhỏ. Nhìn kỹ thì cả căn phòng kia chính là một lò luyện đan. Không sai, chính là một lò luyện đan lớn như một căn phòng. Lò luyện đan khổng lồ này tuy không bằng của già lam nhưng cũng không nhỏ, uy thế mạnh mẽ, cương khí quấn quanh, khí lưu không ngừng xoay chuyển, mang theo cương khí mãnh liệt, ẩn ẩn lấp lánh bảo quang, cũng không biết là đúc bằng cái gì, có dược khí cường đại, pháp lực ba động không ngừng, tự hồ có trăm ngàn thất mã đang lao đi. Lò luyện đan này chính là một kiện bảo khí. Lò luyện đan cấp bậc bảo khí. Trời ạ! À, thật khó trách một tán tu như tuyệt mệnh đảo chủ lại có thể tu luyện tới tầng thứ ba nguyên cương cảnh, luyện thành cương khí nguyên lai là có một lò luyện đang cấp bậc bảo khí đồng dạng là bảo khí thì lò luyện đang lại vô cùng quý giá một lò luyện đang cấp bậc bảo khí thì bằng cả trăm phi kiếm pháp y a à. long huyên kêu lên ít hầu nuốt nước miếng ừng ực bộ dáng giống như bị sặc nước miếng khiếp sợ vô cùng đối với người tu đạo thì cái gì là quan trọng nhất không phải phi kiếm không phải pháp y lại càng không phải các loại bảo bối khác mà chính là lò luyện đang Người tu đạo ăn đan dược để sống, cường đại thể lực, lực lượng, đang dược càng tinh thuần thì mới có thể bổ sung lượng năng lượng khổng lồ. Đan dược chính là lương thực. Chính bởi vì vậy mà lò luyện đan là vật quan trọng nhất đối với mỗi tu luyện giả. Lò luyện đan giống như là đất đai đối với người thường. Người thường có đất đai mới có thể trồng lương thực, nuôi tầm, dệt vải, có cơm ăn áo mặc. Mà người tu đạo có lò luyện đan thì mới có thể luyện chế đan dược phi kiếm, thậm chí rèn luyện pháp lực của bản thân. Có rất nhiều đạo thuật cần phải có lò luyện đang mới có thể tu luyện, tỉ như diêm la kim thân của Phương Hàng cần phải tắm trong lò luyện đang mới có thể tiến bộ. Có một lò đang cấp bậc bảo khí, có thể nói là sẽ có thêm vật bảo đảm cho quá trình tu luyện. Lò luyện đan hiện tại của Long Huyên cũng chỉ là một kiện linh khí. Mà lò luyện đan của Phương Hàng thì càng kém hơn, chỉ là một kiện pháp khí. May mắn là hắn có hoàng tuyền đồ, có vong tình thủy, có luyện đan đại sư như Diêm nên mới không thiếu đan dược. Trên thực tế, đại bộ phận lò luyện đan của chân truyền đệ tử vũ hóa môn đều là linh khí. Còn lò luyện đan cấp bậc bảo khí thì không tới 10 người có được. Chỉ có mấy người có tu vi cao thâm như Đông Linh Tiêu, Tây Già Lam, Bắc Giao Quang mới có được. Đó cũng là kỳ ngộ của bọn họ mới có được lò đan cấp bậc bảo khí, giúp cho tu vi không ngừng tăng tiến. Mà lò đan của Hòa Thiên Đô chính là một kiện bảo khí do bàn võ tiên tôn để lại, cho nên hắn mới có pháp lực cao cường như vậy. Trong các loại pháp bảo thì lò luyện đan là khó luyện chế nhất, cần rất nhiều trận pháp tổ hợp lại, kết hợp của các loại đại trận như đại trận khống chế chân hỏa, thu thập thiên hỏa, địa hỏa, lôi hỏa, mộc hỏa, kim hỏa. Một cái hỏa diễm đại trận còn chưa đủ, còn cần có đại trận để phân tách dược liệu, điều chỉnh khí lưu, điều chỉnh dược tinh. Còn có âm nhạc trận nữa, bởi vì Đan dược có linh tính, trong quá trình luyện đan có các âm thanh mỹ diệu thì có thể tăng cường linh hiệu của Đan dược. Còn có khu ma đại trận bởi vì Đan dược khi luyện thành sẽ hấp dẫn các loại thiên ma đến hủy hoại. Có vô số loại đại trận, phong phú vô cùng. Nếu như là lò đang cấp bậc đạo khí còn có thể có đại trận khống chế thời gian, không gian một lò luyện đang ít thì có hơn 10 trận pháp mà nhiều thì có cả trăm, cả ngàn trận pháp. Mà phi kiếm, pháp y có được vài pháp trận đã là hết mức rồi. Tỷ như cực phẩm linh khí âm sát ma đao bên trên có âm sát đại trận là đại trận tăng tốc độ phi hành của đao. Nếu như cùng là linh khí hoặc bảo khí thì thì 100 thanh phi kiếm, 100 pháp y vẫn còn kém một lò luyện đan. Lò luyện đan chính là vương giả trong pháp bảo, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một người tu đạo lò luyện đang tốt thì tu vi của hắn sẽ cao thâm, đây là điều đã được lịch sử chứng minh. Hầu hết pháp bảo đều là luyện chế từ lò luyện đan. Hiện tuyệt mệnh đảo chủ có một lò luyện đan cấp bậc bảo khí nên mới có thể luyện thành cương khí. Lò luyện đan tốt thì có thể luyện chế ra đan dược phẩm chắc cao, tu vi cũng lên theo giống như nước lên thì thuyền lên. Hay cho một lò luyện đan cấp bậc bảo khí. Thật là tốt. Hoàng tuyền đồ chỉ có thể dùng thủy pháp để luyện đan, có rất nhiều kỹ xảo ta không thể thi triển được. Có được lò luyện đan cấp bậc bảo khí này ta có thể hỏa pháp để luyện đan, thậm chí có thể dùng để luyện thể cho 10 đầu tu la, đem thân thể của chúng và phi kiếm hòa thành một thể thống nhất. Quy lực sẽ càng lớn hơn. Diêm la kim thân của ngươi tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Lúc này Diêm kích động vô cùng, kêu to. Giết! 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 Cái khác thì không cần nhưng mà lò luyện đan của tuyệt mệnh đảo chủ thì nhất định phải lấy. Sẽ thu được lợi ích rất lớn. Tốt. Một hoàng chân khí kiếm. Phương Hàng cũng không chậm trễ, phát ra chân khí, biến thành vô số thanh một thần kiếm, khí thế vô thiên cái địa chém dết về phía tuyệt mệnh đảo chủ. Giết. Tuyệt mệnh đảo chủ cũng biết lúc này vô cùng hung hiểm, biến cương khí trên người thành thiên cương tuyệt mệnh thủ, trưởng ảnh đầy trời, hung hăng đánh về phía một hoàng chân khí kiếm của Phương Hàn. Đương 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 đương. Chân khí cùng cương khí va chạm trên không trung đồng thời nổ mạnh, giống như ngàn vạn pháo hoa hoa Mỹ cùng bắn ra một lúc, tuyệt mệnh thần cung bị nổ tán loạn, vàng bạc châu báu bay loạn khắp nơi. Phương Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về sau hơn 10 trượng mới có thể ổn định lại, mà tuyệt mệnh đảo chủ thì bị đánh lui hơn 30 trượng, đập vào lò luyện đan của mình mới có thể dừng lại, ổn định thân hình. Song Phương liều mạng, Phương Hàng vậy mà lại có thể chiếm được thượng phong. Phương Hàng vừa ra tay đã đánh ra lực lượng 2.000 mã lực, quy lực tuyệt luân. Có pháp lực của Hắc Thủy Vương xà bổ sung, pháp lực của hắn đã có thể áp đảo cao thủ nguyên cương cảnh. Hơn nữa một hoàng chân khí của hắn phẩm chất rất cao, chiếm được ưu thế rất lớn. Pháp lực của ngươi làm sao mà lại gia tăng nhiều đến vậy? Tuyệt mệnh đảo chủ kinh hải, lắp bắp nói yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trả lời hắn chính là hàng ly kiếm của Long Huyên. Hàng khí sâu đậm tỏa ra làm cho đại lượng nước biển bị đông cứng thành băng, mà quanh thân tuyệt mệnh đảo chủ cũng có một lớp tường băng đông lại, khiến cho hắn rất khó cử động. Băng phách thần lôi. Long Huyên hiện tại tu thành thần thông, lực lượng mạnh hơn nhiều so với khi đấu với phương hàng ở đại hội Sơn Hà Bản. Hàng ly kiếm được nàng sử dụng xuất thần nhập hóa, phát ra uy lực rất lớn hàng băng ly long há miệng bắn ra một đạo băng phách thần lôi, đến gần tuyệt mệnh đảo chủ thì nổ mạnh, suýt chút nữa làm cho cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ bị đánh tản mát. Lần trước khi trang đoạt hắc thủy vương xà nàng bị tuyệt mệnh đảo chủ đánh lén, suýt chút nữa thì bị thương nặng, hiện muốn báo thù nên không hề lưu thủ chút nào. Ngũ ngục vương đỉnh đại đan lô. Thấy tình thế không ổn tuyệt mệnh đảo chủ hét lớn một tiếng, căn phòng nhỏ phía sau lưng hắn chuyển thành hình dáng một lò luyện đan, đột nhiên xoay tròn trên mặt đất, bắn ra năm đạo hỏa diễm, vừa tiếp xúc với tầng băng thì liền nổ mạnh. Sấm sét giữa trời quang. Đất rung núi chuyển. Long trời lở đất. Tất cả các tầng băng đều bị đánh cho nát bấy. Hàng ly kiếm kêu thảm một tiếng, vội bay trở về lại nằm trong tay Long Huyên. Long Huyên hô lên một tiếng, vội nấp sau lưng Phương Hàng, lần này nàng cũng đã có phòng bị nên không có bị sao. Ha 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 ngũ ngục vương đỉnh ở trong tay ta. Các ngươi làm gì có thể xâm phạm được ta? Người ở trong đỉnh. Vạn tà bất xâm. Tuyệt mệnh đảo chủ điên cùng gào thét, thân thể chấp động, muốn nhảy vào bên trong đỉnh. Nguyên lai lò luyện đan này có tên là ngũ ngục vung đỉnh. Tưởng hay lắm sao? Thân thể phương hàng chấp động, chân khí sôi trào, phô thiên cái địa tỏa ra, ngưng tụ lại thành một cây châm nhỏ, thanh quan sáng chói, không thể nhìn thẳng vào được. Thiên một thần châm Xích lạp Cây châm nhỏ này chính là thiên một thần châm. Châm lóe lên một cái, trong tích tắc đã xuất hiện bên người tuyệt mệnh đảo chủ, đâm thủng cương khí hộ thân của hắn, xuyên qua thân thể hắn. Trong khi tu luyện một hoàng chân khí, toàn bộ thiên một khí của thiên một thần châm đã bị hắn hấp thu hết, hiện giờ hắn có thể tùy thời ngưng tụ chân khí lại, mô phỏng biến ra thiên một thần châm hiện tại một hoàng chân khí ngưng tụ lại, biến ra thiên một thần châm, lực công kích, độ sắc bén đều tụ lại một điểm, thừa lúc tuyệt mệnh đảo chủ vừa phá vỡ tầng băng, lực lượng còn đang phân tán, trong nháy mắt đánh ra một kích giết chết hắn. Nắm bắt thời cơ rất chuẩn. A. À, tuyệt mệnh đảo chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn thiên một thần châm đâm vào trong thân thể mình. Muốn vận cương khí đẩy thiên một thần châm ra ngoài nhưng thiên một thần châm đột nhiên biến lớn, hóa thành cự một, trong chớp mắt khiến hắn bị bạo thể, nổ thành năm bảy phần. Mưa máu đầy trời, thi thể vung vãi. Thân thể tuyệt mệnh đảo chủ hóa thành một phấn. Lùng cương khí khổng lồ trong thân thể mất đi khống chế giống như núi lửa phun trào, lao thẳng lên trời rồi nổ mạnh. Cao thủ thần thông bí cảnh chết thì pháp lực sẽ xông thẳng lên trời, nổ mạnh rồi tiêu tán trong thiên địa. Phương Hàng cũng không quan tâm đến huyết nhục và nguyên khí của tuyệt mệnh đảo chủ, dù sao cũng không mạnh hơn tu la được bao nhiêu. Cao thủ thần thông bí cảnh trừ khi tu luyện đến thiên nhân cảnh, còn không thì lực lượng thân thể cũng không cải thiện được bao nhiêu, không so được với hồng hoang dị chủng như hắc thủy vương xà. Mà pháp lực của đối phương mặc dù có thể dùng nhưng đó là khi bắt giữ rồi chậm rãi luyện hóa. Mà Phương Hàng mặc dù có thể giết được tuyệt mệnh đảo chủ nhưng không có khả năng bắt lấy rồi luyện hóa đối phương. Hoa Thiên Đô cũng vô pháp luyện hóa đại uy đức ma vương, chỉ có thể để cho ma vương thi triển thiên ma giải thể đại pháp, tự bạo. Có thể bắt giữ là một chuyện, luyện hóa một cao thủ lại càng khó khăn hơn. Bắt được hắc thủy vương xà là nhờ lựa chọn đúng thời cơ, chiếm được ưu thế rất lớn. Loại cơ hội như vậy rất khó mà có được. Đầu Giữa làng mưa máu này, Long Huyên thấy cương khí xung thiên bạo nổ thì vội vung tay, ngưng tụ một khối băng bảo vệ đầu của tuyệt mệnh đảo chủ. Tuyệt mệnh đảo chủ đã chết nhưng mà đầu của hắn rất trọng yếu bởi vì có thể mang đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Mà Phương hàn cũng nhân cơ hội này vận một hoàng chân khí chụp tới ngũ ngục vương đỉnh. Lò luyện đang lớn như một căn phòng, mất đi sự khống chế của tuyệt mệnh đảo chủ thì liền phiêu phù bay đi. Phải bắt lấy không để cho nó trôi đi. Đúng lúc này đột nhiên xa xa có vài người bay vào trong hạp cốc, không thể tưởng được là có người nhanh chân đến trước. Đoạt lấy lò luyện đan. Rất nhiều phi kiếm, pháp bảo đồng thời oanh kích về phía phương hàng, mà có rất nhiều đại thủ hình thành từ pháp lực chụp về phía lò luyện đang ngủ ngục vương đỉnh. Như thế nào thoáng một cái đã có nhiều tu sĩ đến vậy? Muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Đây là đạo lý gì vậy? Tuyệt mệnh đảo này bí mật phi thường mà. Ta lần đầu tiên trảm yêu trừ ma, tìm được lò luyện đang cấp bậc bảo khí, chả lẽ cứ như vậy đem dân cho người khác? Những người kia là ai? Như thế nào lại đông như vậy? Phương Hàng trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đánh chết được tuyệt mệnh đảo chủ, chuẩn bị lấy được lò luyện đang cấp bậc bảo khí của đối phương thì thoáng cái nhảy ra một đống tu sĩ, không biết là từ đâu chui ra. Phương Hàng thật sự muốn chửi ầm lên. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc để chửi mắng, bởi vì có rất nhiều pháp bảo đang đánh giết về phía hắn. Trong đó có vài pháp bảo uy lực cực lớn, đều là linh khí phi kiếm, không thua gì âm sát ma đao. Lợi hại nhất là một làn sương khói màu vàng kim, uy lực rất mạnh, phải tương đương với 400 mã lực, thoáng cái đã đánh về ngũ ngục vương đỉnh, thiếu chút nữa là có thể cuốn lấy lò luyện đang mang đi. Long Huyên, ma nữ thấy tình thế không ổn thì đều phát ra thần thông, chống đỡ trước người phương hàng, ngăn chặn các lưỡi phi kiếm đánh giết tới. Mà bản thân Phương Hàng cũng thấy được nguy cơ, một lần nữa thể hiện thần uy, một hoàng chân khí tỏa ra, bao phủ phạm vi mười thước xung quanh, giống như một cái đầm lầy, thoáng cái làm những công kích kia chậm hẳn lại. Đồng thời ngưng tụ một hoàng chân khí thành một bàn tay lớn, chụp lấy ngũ ngục vương đỉnh, lập tức đen làng sương vàng kim đánh tan. Một hoàng chân khí của hắn bình thường cũng có lực lượng ngàn mã lực, trong nháy mắt đã đánh tan làn sương khói màu vàng kim, kéo ngũ ngục vương đỉnh về bên cạnh mình. uy lực của cầu vòng màu vàng kim này cũng không nhỏ, rất cứng chắc. Nếu như ta không hấp thụ được pháp lực của hắc thủy vương xà thì dù cho có liều mạng cũng không thể đánh tan được nó. Phương Hàng trong lúc cấp bách thì thấy được hữu nhân của cầu vòng màu vàng kim là một thiếu nữ, cầm hồ lô trong tay. Chính là Phương Thanh Vi. Phương Thanh Vi lại ra biển. Đây là chuyện Phương Hàng không thể tưởng được. Dựa theo đạo lý thì Phương Thanh Vi thực lực yếu kém, không có khả năng làm chuyện gì lớn, hắn cũng chưa từng để tâm nhiều đến nàng. Bất quá hiện giờ có lẽ hắn đã sai. Thực lực Phương Thanh Vi hiện giờ tăng mạnh, mặc dù vẫn chưa tiến vào thần thông bí cảnh nhưng lực lượng cũng đã tương đương với bản thân khi mới luyện thành Diêm La Kim Thân, có thể so với Tu La. Tự hồ vừa mới tiến thêm một bước, đột phá cảnh giới, Tuy vẫn còn ở thân thể cảnh nhưng dường như đã tu luyện đến đỉnh phong rồi. Nếu dùng tư chất của Phương Thanh Vi mà tính toán thì cũng cần phải 10 năm mới có thể đem thân thể tu luyện đến cực hạn. Có thể khẳng định Phương Thanh Vi đã được cao nhân chỉ điểm. Hồ lô trong tay nàng sao lại giống như thất sát hồ lô của ta vậy? Nhưng mà trong thất sát hồ lô cũng không có cầu vòng màu vàng kim đó. Thiên Lang Yên cũng không có uy lực lớn như vậy quy lực của Thiên Lang Yên chỉ chừng 3 40 mã lực thôi. Mà cầu vòng màu vàng kim này lại có lực lượng gấp 10 lần. Đúng rồi. Hoa Thiên Đô triệu kiến Phương Thanh Vi. Chẳng lẽ Hoa Thiên Đô luyện chế loại thất sát hồ lô rồi đem cho Phương Thanh Vi sao? Nhất định là như vậy. Thủ đoạn hay. Thủ đoạn hay. Như vậy thì Phương Thanh Tuyết cũng không có gì để nói, càng có thể khiến Phương Thanh Vi kiềm chế mình cùng đấu với mình làm cho Phương Thanh Tuyết không thể làm gì được. Thật là nhất tiễn hạ song điêu, thật là cao thâm. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có trưởng môn một phái mới có thể nghĩ ra. Linh quan chợt lóe, Phương Hàn liền suy đoán ra đầu đuôi mọi việc. Giờ khắc này trong lòng hắn không nhịn được nổi lên một tia hàng ý, thủ đoạn của Hoa Thiên Đô cao minh như vậy, ở trên cao nhìn xuống, chỉ vung tay vài cái liền tạo ra cho hắn một phiền toái lớn như vậy, Đối với Phương Thanh Vi Phương Hàn cũng không dám làm gì quá mức, có thể chọc nàng một chút cho hả giận nhưng tuyệt đối không thể làm nàng bị thương hay giết chết nàng. Nguyên nhân chính là vì nàng có quan hệ với Phương Thanh Tuyết, trước giờ hắn được Phương Thanh Tuyết che chở, nếu Phương Thanh Tuyết quay lại đánh giết hắn thì sẽ không có ai ngăn cản. Nếu Phương Thanh Vi không có thực lực thì thôi. Đằng này lại có thực lực mạnh như vậy, sau này sẽ gây ra cho hắn rất nhiều phiền toái. Mẹ, một là dứt khoát không làm, hai là không được chần chừ. Phương Hàng nổi lên sát khí, liền chữa động vài tiếng trong lòng cho hả giận, bất quá hiện tại ta thu lấy ngũ ngũ vương đỉnh đã rồi tính sau. Đáng tiếc không thể thu vào trong hoàng tuyền đồ, mà lò luyện đan này là bảo khí, muốn luyện hóa cũng mất rất nhiều thời gian, trước tiên đánh lui mấy người này đã rồi tính sau. Để bảo vệ ngũ ngục vương đỉnh, Phương Hàng phóng ra một hoàng chân khí bao phủ bốn phía, những người kia liền cảm giác được chân khí cường đại của Phương Hàng thì đồng loạt thu lại, kể cả Phương Thanh Vi cũng thu hồi như ý kim yên, đứng xa xa quan sát. Cùng Phương Thanh Vi ở cùng một chỗ có tổng cộng 10 người, trong đó có 5 người khí thế vô cùng trầm ổn, tuổi cũng đã trung niên, trên người không có pháp bảo gì đáng giá, cũng chỉ có một hai kiện linh khí mà thôi, nhưng tất cả đều là cao thủ thần thông bí cảnh. Bất quá cũng chưa luyện thành chân khí, chỉ mới quanh quẩn ở tầng thứ nhất mà thôi. Mấy người này có lẽ là tán tu, chỉ có tán tu mới tu luyện đến thần thông bí cảnh mà vẫn không có pháp bảo đáng giá nào. Nếu ở trong các đại môn phái, trở thành cao thủ thần thông bí cảnh thì khẳng định sẽ được ban thưởng một kiện bảo khí. Hơn nữa môn phái còn ban cho công pháp, giúp cho đệ tử tu luyện chân khí. Tán tu không có công pháp, cũng không thể luyện chế linh khí, chỉ có thể đến địa phương nguy hiểm thám hiểm, tìm tiên duyên. Pháp bảo cấp bậc linh khí ở chiến trường tiên ma đại chiến cũng rất nhiều, chỉ cần có chút thần thông, chút vận khí là có thể kiếm được. Nhưng bảo khí thì không đơn giản như vậy. Còn lại năm người kia, ngoại trừ Phương Thanh Vi còn có mấy người mà Phương Hàng rất quen thuộc. Một là Diệp Nam Thiên bị hắn phế võ công ở Đại hội Sơn Hà Bản, sau đó được Nam Vạn La cứu đi. Một người khác Phương Hàng cũng biết, cũng từng bị Phương Hàng hành hung đó là Ngân Xà Kiếm Nguyên Kiếm không? Ngoài ra còn có thêm thiếu đảo chủ bất dạ đảo, cũng là người từng bị Phương Hàng đánh. Hơn nữa trong mấy người tán tu kia có một người rất giống hắn, hiển nhiên là hai cha con. Có thể thấy được người kia chính là bất dạ đảo chủ. Cuối cùng là một chân truyền đệ tử khác của Vũ Hóa Môn. Bất quá Phương Hàng cũng không biết người này, nhưng đạo bào mà hắn mặc chính là của chân truyền đệ tử. Năm cao thủ tán tu thần thông bí cảnh, một chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, bốn nội môn đệ tử có đại thù sinh tử với Phương Hàn. Thật đúng là quan gia ngõ hẹp. Phương Hàn, lại là ngươi. Người đầu tiên nhận ra Phương Hàn chính là Phương Thanh Vi, nàng lắp bắp, kinh hãi, sau đó thì trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Ha ha, ha ha. Lại là đồng môn cũng tốt. Các ngươi đều là nội môn đệ tử thế mà lại dám đến giết tuyệt mệnh đảo chủ, thật là can đảm, gan to mực lớn bất quá hiện giờ cũng không còn gì nữa rồi trở về đi hải ngoại hưng viện không nên ở đâu hai hàng đứng yên tại đăng chỗ, đăng chỗ. chân khí bao trùm lò luyện Trong đang 5, lớn 165. bằng một căn phòng nhỏ ngủ một phương đỉnh ánh mắt Thật chuyển về phía dịp, dịp nam thiên dịp nam thiên ngươi bị ta phế võ công lại có thể hồi phục nhanh như vậy xem ra pháp lực của vạn la thực không tồi pháp lực của vạn la sư huynh thì loại người như ngươi không thể mơ tưởng được đâu Diệp Nam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đối với Phương Hàng hắn có một mối hận thấu xương, hận không thể nhai xương nghiền cốt, uống máu tương của Phương Hàng. Ngươi chính là đệ tử mới tấn chức thành chân truyền đệ tử, Phương Hàng. Còn có ngươi, Long Huyên. Đúng lúc này vị chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn cũng lên tiếng. Nguyên lai là thương bách tử sư huynh, đột phá thần thông bí cảnh hai năm trước, bế qua tu luyện đến giờ mới xuất quan sao pháp lực của huynh đã hùng hậu hơn trước nhiều, chẳng lẽ định ra biển đi quy hư thám hiểm sao? Long Huyên hiển nhiên là biết người này. Người này trong chương 92 pháp lực hùng hồn có nói quá. Ta đi chuyến này là nhận sự ủy thác của vạn la sư huynh, chiếu cố cho mấy người thanh vi, nguyên kiếm không, diệp nam thiên, tiêu thạch. Hai là đi lịch lãm, học hỏi thêm kinh nghiệm. Vừa hay nghe trên biển có 40 đạo tặc hung ác nên cũng muốn diệt trừ một hai tên, không ngờ lại lần này các ngươi lại nhanh chân đến trước. Trên mặt thương bách tử trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh. Nhìn chầm chầm vào ngũ ngục vương đỉnh. Lộ vẽ thêm thùng nói. Phương Hàng, ngươi lấy được ngũ ngục vương đỉnh. Đối với vũ hóa môn chúng ta có công lớn. Đi. Chúng ta mang về nộp cho môn phái. Nộp cho môn phái. Phương Hàng liếm liếm môi nói. Môn quy tự hồ không có quy định về chuyện này. Đương nhiên là không có. Bất quá ngươi có thể giết chết tuyệt mệnh đảo chủ cũng có một phần là nhờ chúng ta bao vây ác quỷ hạp. Có công sức của chúng ta trong đó. Vũ hóa môn có quy định, nếu như hai người đều có công lao đoạt được một kiện pháp bảo thì phải đem bảo vật giao nộp cho môn phái, để môn phái cân nhắc, quyết định. Thương Bách Tử nhúng nhúng vai nói. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Phương Hàng đột nhiên cười ha <laughs> hả. Nghe những lời của Thương Bách Tử, hắn vì quá tức giận mà cười phương hàn ngươi cười cái gì thương bách tử ngẩn ra ánh mắt lấp lánh lộ vẻ tham lam ánh mắt của hắn thủy chung vẫn không rời khỏi lò luyện đang ngủ ngục vương đỉnh một lò luyện đang cấp bậc bảo khí thật sự khiến cho người khác thấy mà thèm dù cho có luyện tới thiên nhân cảnh vẫn rất khó có thể có được một lò luyện đang cấp bậc bảo khí huống chi hắn đã nhìn ra được ngũ ngục vương đỉnh là cực phẩm trong bảo khí nếu như hắn có thể chiếm được thì sẽ có thể luyện chế cực phẩm đang dược, tu vi tăng mạnh, rút ngắn thời gian tu luyện đến thiên nhân cảnh. Nói cách khác, với trình độ hiện giờ của hắn thì không có khả năng luyện tới thiên nhân cảnh, chỉ có thể chết già mà thôi. Mà hiện tại ngũ ngục vương đỉnh lại nằm trong tay phương hàng, hắn sao lại không muốn độc chiếm cơ chứ? Cưỡng từ đoạt lý, tự nhận một phần công lao vào mình, lấy môn quy ra để ép phương hàng đưa bảo khí về môn phái, sau đó lợi dụng các mối quan hệ để lấy bảo khí về tay mình. Chuyện này quan hệ đến tính mạng con người, sao có thể buông bỏ được. Đệ tử chính phái có chỗ tốt là như vậy, có thể lợi dụng đạo lý để tranh đoạt, cướp lấy pháp bảo của nhau. Nếu đổi lại là ma đạo, ai đạo thuật cao minh thì có thể chiếm lấy pháp bảo, tàn sát lẫn nhau cũng không tính là gì. Thương Bách Tử dù sao có chỗ dựa vững chắc, lại là chân truyền đệ tử Phương Hàng sẽ không dám làm gì hắn, nếu muốn thì cũng phải đưa ra xét xử, trở về môn phái rồi mới có thể xử lý. Bất quá sau khi Thương Bách Tử nói xong, Phương Hàng chợt nở nụ cười, lạnh lùng nói, ta cười cái gì à? Ta cười ngươi thân là đệ tử vũ hóa môn, nhưng lại quá vô sĩ. Phương Hàng ta trước giờ cũng gặp qua không ít kẻ tiểu nhân, thấy lợi quên nghĩa, có thù tất báo, thích bỏ đá xuống giếng nhưng người chẳng biết xấu hổ, càng quấy, Đảo trắng thay đen như người thì cũng chưa từng thấy qua. Ngươi căng cơ yếu ớt, chân khí còn chưa luyện thành mà dám cùng ta tranh đoạt bảo bối. Có công của ngươi sao? Ngươi tự soi gương xem lại bản thân mình đi. Tuyệt mệnh đảo chủ đã tu luyện thành cương khí, một cái búng tay cũng có thể đem ngươi đánh chết. Ngươi chỉ có một chút ít pháp lực, ngay cả Long Huyên cũng có thể giết chết ngươi cả trăm lần, ngươi còn dám nói là mình có công lao có tin là ta sẽ bắt giam ngươi ngay tại đây. Cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Ngươi. Ngươi thật lớn mật. Nghe Phương Hàng mắng chửi như vậy, thương bách tử ban đầu ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. Tưởng như toàn bộ máu tươi trên người hắn đều dồn cả lên mặt, Phương Hàng, ngươi cho rằng ngươi tu luyện được chút thần thông, có chút pháp lực là có thể tùy ý làm bậy sao. Cái này là khinh rẽ đồng môn, coi trời bằng vung, tâm tính của ma đạo khó trách hoa thiên đô sư huynh nói ngươi có ma tính ra tay trừng trị ngươi xem ra ngươi đến giờ vẫn không chịu sửa đổi thật sự là nhập ma chỉ có đệ tử ma đạo mới nhục mạ đồng môn như vậy ta cho ngươi biết hôm nay ngươi phải giao ngũ ngục vương đỉnh ra không muốn giao cũng phải giao không ngờ được là lại có người không biết xấu hổ dám nói ta là ma đạo thật sự là điên đảo thị phi bất quá ta bây giờ cũng không có thời gian đôi co với ngươi trước phong bế thần thông của ngươi nhúc ngươi vài ba tháng chờ đến lúc quay về môn phái rồi sẽ cùng trưởng lão môn phái nói lý lẽ phương hàn thật sự nổi giận rồi tức giận vô cùng thương bách tử này không biết xấu hổ đổi trắng thay đen muốn chiếm đoạt ngũ ngục vương đỉnh lại còn nói hắn là ma đầu hết lần này tới lần khác còn ngang nhiên không nói lý lẽ cưỡng từ đoạt lý như vậy Phương Hàng thật sự là chưa từng gặp ai vô sĩ như vậy. Hắn giờ không quan tâm gì hết, nhất định phải giáo huấn tên thương bách tử này, không giết hắn, không chặt tay chân hắn, chỉ phong bế thần thông, giam cầm hắn, tuy rằng như vậy là phạm vào môn quy nhưng cũng không tính là chuyện gì lớn. Trong lúc nói chuyện một hoàng chân khí của Phương Hàng đã vận chuyển triệt để, trong nháy mắt ngưng tụ biến thành một thanh trường kiếm màu xanh, dài trăm trượng, chém mạnh xuống, khí tức uy mãnh vô cùng hơi lạnh thấu xương, lực lượng chừng 1.500 mã lực hung hăng chém xuống. Pháp lực của thương bách tử chỉ có lực lượng chừng 100 mã lực, kém 20 lần so với phương hàng. Hiện tại phương hàng chỉ dùng lực lượng gấp 15 lần, thật sự muốn một chiêu bắt lấy hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Dừng tay. Đúng lúc này, người ra tay chống đỡ lại không phải là thương bách tử mà chính là bất giả dạ đảo chủ tiêu bất dạ. Con hắn là tiêu thạch là đệ tử vũ hóa môn, chuyện con hắn tiếp cận được phương thanh vi lại bị phương hàn đánh cho một trận hắn cũng biết rõ tiêu bất dạ này cũng là một nhân vật lợi hại điều đó có thể thấy qua việc hắn cho con mình trở thành đệ tử vũ hóa môn lại có thể lôi kéo đảo chủ các đảo huyền không đảo vũ hoa đảo linh châu đảo ngao ngư đảo lập thành liên minh năm đảo hắn vừa ra tay thì thúc giục một thanh linh khí phi kiếm kiếm khí gào thét kiếm khí tuy công nhưng có khí thế hung hăng đánh mạnh lên trực tiếp đón đỡ đại kiếm hình thành từ chân khí của phương hàn mà theo sau hắn bốn vị đảo chủ đều bay tới vung phi kiếm lên há mồm phung pháp lực ra mạnh mẽ thúc giục liên hợp cùng một chỗ đồng thanh đồng khí nam hải ngũ trọng lãng trong đó có đảo chủ vũ hoa đảo là một mỹ phụ trung niên mắt phượng lạnh lẽo miệng ngọc hô lên năm chữ tự hồ nhắc nhở bốn đảo chủ còn lại nên vận dụng chiêu số lực lượng như thế nào đương 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 năm tiếng đổ mạnh vang lên năm thanh phi kiếm theo một thủ pháp xảo diệu nối tiếp nhau đánh lên đại kiếm của phương hàn làm nó rung động không thôi năm vị đảo chủ này tuy tu luyện tới thần thông bí cảnh nhưng pháp lực cũng không hùng hậu so với chân truyền đệ tử của các đại môn phái thì kém hơn rất nhiều mỗi người chỉ có lực lượng chừng bảy tám chục mã lực cộng thêm sự hỗ trợ của phi kiếm thì nhiều lắm cũng chỉ có lực lượng 100 mã lực, 5 người liên hợp lại thì được 500 mã lực, vốn không phải là đối thủ của Phương Hàng. Nhưng bọn họ vận dụng pháp lực thập phần xảo diệu, khéo léo, với kinh nghiệm dày dặn, tá lực đã lực, năm kiếm liên phát, đối nhau đánh ra lại có thể đón đỡ được đại kiếm của Phương Hàng chém xuống. Hảo tặc tử Một đám tán tu nhỏ bé lại dám can thiệp vào chuyện nội bộ của Vũ Hóa Môn, xem ra các ngươi thật không muốn sống nữa rồi. Phương Hàng nổi lên sát khí, đệ tử vũ hóa môn không thể tàn sát lẫn nhau nhưng giết vài tên tán tu nho nhỏ thì sẽ không trái với môn quy, nếu không thì còn xưng là chân truyền đệ tử của 10 đại môn phái tiên đạo làm gì. Không dùng thủ đoạn mạnh mẽ thì không thể lập bi được. Sát khí lóe lên, chân khí Phương Hàng co rụt lại, lần nữa phát ra, lần này lại phân ra thành năm luồng chân khí, phân biệt đánh lên năm thanh phi kiếm, đánh giết từng người một, tiêu diệt từng người sao? đáng tiếc là năm người chúng ta cùng tu luyện pháp lực quán thông có thể đồng phát. Bất giả dạ đảo chủ tiêu bất giả dạ cười lạnh lùng, miệng phun ra pháp lực gia trì lên phi kiếm, duy trì lực lượng của phi kiếm, bay múa như rồng lượn, đón đỡ chân khí của phương hàng, chân truyền đệ tử của vũ hóa môn sao? Con ta cũng là đệ tử vũ hóa môn, sớm muộn gì cũng trở thành chân truyền đệ tử thành tựu sau này của ngươi cũng không chắc có thể so với nói. Để xem. Phương Hàng lần này dùng thế xét đánh không kịp bưng tai, năm lưỡi phi kiếm đột nhiên hợp lại rồi hóa thành thiên một thần châm, đâm xuyên qua phi kiếm của tiêu bất dạ, sau đó thần châm tiếp tục đánh xuống, đâm vào thân thể của đảo chủ bất dạ đảo. Không. Thiếu đảo chủ bất dạ đảo, tiêu thạch tuyệt vọng thét lên, trong khi tiếng hét còn đang vang vọng thì thân thể của đảo chủ bất dạ đảo đột nhiên nổ tung, một cây cự một từ trong thân thể hắn lớn dần lên, đem thân thể hắn phân liệt, xương cốt lẫn lộn, bắn ra tung tóe. Bất dạ đảo chủ tiêu bất dạ bị phương hàng một chiêu đánh chết. Cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ còn không ngăn nổi thiên một thần châm, huống chi là người chỉ mới tu luyện đến tầng thứ nhất thần thông bí cảnh như tiêu bất dạ.